Chương 1 Chương không một ai trộn vòng ngọc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương không một ai trộn vòng ngọc Lý Phủ Tiểu Hoa Viên bên cạnh hành lang thượng Hai cái tiểu nha hoàng vừa đi vừa nói chuyện nói Nghe nói không, nguyên lai là tứ tiểu thư trộn phu nhân vòng ngọc tử Tứ tiểu thư cũng bất quá mới tam niên kỷ Hiện thời liền như vậy tay chân không sạch sẽ Về sau kia trả lại Bất quá một cái thứ nữ, mẫu thân lại là cái loại này xuất thân, sao có thể thảo được hảo? Hiện thời lại đắc tội phu nhân, sợ là quá vài năm tập kê sau liền muốn bị phu nhân tùy tiện tìm cá nhân gia gả cho. Đừng nói nữa, nhưng quản gia nghe được lại muốn ai mắng. Hai cái nhà hoàng ngậm miệng, nào biết vừa chuyển loan vừa vặn cùng một cái nữ hài đi rồi cái đối diện. Nữ hài chính trực dậy thì, mặc một thân màu lam nhạt tán hoa váy, trên thân mặc đồng sắc vải bồi đế dày, đầu sơ cúi hoàng phân tiêu kế làm đẹp hai đóa tiểu quyên hoa, mặc như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, chẳng sợ còn chưa tới triệt để nảy nở niên cấp, cũng dĩ nhiên lộ ra khuynh thành chi mạo manh mối, hai cái nha hoàng sợ rung cả người, nhất tề hành lễ. Tứ tiểu thư Lý một tâm khẽ vuốt cầm, tiếp theo đi về phía trước, phản phất căn bản không biết người khác miệng nói chính là nàng. Hai cái tiểu nha hoàng gặp Lý Một Tâm không khó xử các nàng, nhanh như chớp dường như chạy lý mục tâm không thế nào dạng nhưng là đem phía sau nàng đại nha hoàn tuyết tình khí quá mức tiểu thư này đó hầu gái nhóm miệng rất tiện có thể nào dễ dàng buông tha rõ ràng tiểu thư ngày ngày ấy chỉ là khoa phu nhân vòng tay hai câu sau ngay cả vòng tay ảnh đều không gặp đến thế nào đều nói là ngài lấy cùng bọn họ so đo ngươi cũng không ngại rất giá trị con người lý mục tâm ngẩng đầu nhìn trời mau mau đi thôi hôm nay cái nhưng là nữ học khai giảng ngày nếu là đến muộn, lại muốn bị phạt chép sách. Lý một Tâm nhớ tới lần trước bởi vì đến trễ bị phạt sao nữ giới, cũng chỉ thấy não qua nhân đau. Trời biết nàng vừa hiện đại xuyên Việt tới được nhìn đến nữ đức nữ giới loại này thư có bao nhiêu sao tưởng học máu, lại cứ trên mặt còn phải chứa một bộ sách này viết thật tốt nha, quả thực nên như thế bộ dáng. Nàng xuyên đến thế giới này đã ba năm. Nguyên chủ là bị người đổ lên trong hồ nước chết chìm, vừa vặn bị nàng này hiện đại một luồng cô hồn chiếm tiện nghi. Cũng không lâu lắm, nàng liền biết nàng là xuyên vào trong một quyển sách. Sách này tên là Thổ Phỉ Thiên Kim, là nàng nhàn hạ khi lấy đến giết thời gian. Trong sách giảng là quốc công phủ thiên kim tiểu thư ở sinh ra khi bị ngoài ý muốn ôm sai, từ đây thực thiên kim lưu lạc thổ phỉ oa bên trong, bị một đống tháo hán tử dưỡng đến 15 tuổi, làm quốc công phủ phát hiện ôm sai tìm đến sau, thổ phỉ nhóm vì nữ nhi hảo, dám đem vị này thực thiên kim đuổi trở lại kinh thành. Như vậy một cái thô bỉ lại thật tình nữ hài đi đến kinh thành này chảo nhuộm lớn bên trong, lại cứ lại thân phận tôn quý, cùng quy củ truyền thống ngạnh sinh sinh va chạm, dám xông ra thuộc loại của nàng một phen thiên địa. Đối như vậy một nữ nhân, lý một tâm là hâm mộ, nề hà nàng mặt không phải là nữ chính, ngay cả phối hợp diễn đều không tính là, lại là cái không thể thiếu nhân vật. Bởi vì nàng cùng nàng nương chính là đại nhân vật phản diện tỉnh vương gia xếp vào ở lý phủ cơ sở ngầm. Lại nói rõ một chút, chính là gian tế, tùy thời tài cán vì nhiệm vụ làm đến chính mình nhà tan nhân vong cái loại này. Lý một tâm có thể tưởng tượng đến một khi rất có xét, nàng sẽ gặp được sự tình gì, dù sao nguyên chủ ở trong sách kết cục có thể dùng thảm mục nhẫn đổ đến hình dung. Nhất tưởng đến trong sách nguyên chủ chết kiểu này, Lý một tâm sợ run cả người, cũng may này hai năm chuyện xưa còn chưa có bắt đầu, nàng cũng coi như an toàn. Nàng một đường ra phủ, phủ ngoài cửa chính ngừng hai chiếc xe ngựa. Đúng lúc này, phía trước kia chiếc trong xe ngựa mặt đột nhiên truyền lời xuất ra. Hôm nay cái tứ tỷ tỷ sợ là cũng không đến rồi, chúng ta đi trước đi. Sa Phu nghe xong, đang muốn cầm lấy roi, vừa quay đầu liền nhìn thấy mới ra phủ môn tứ tiểu thư, vội vàng lưu loát mở cửa xe. Lý Mộc Tâm từ tuyết tình nâng thượng mặt phía trước kia chiếc xe, vừa vén màn xe, liền thấy bên trong đã ngồi một cái nữ hài. Nữ hài so nàng tiểu thượng một điểm, mặc một thân tố tuyết quyên vân đoạn váy, mặt mày mang theo ba phần diễm sắc, mặc dù không bằng Lý Mộc Tâm như vậy xuất chúng, lại coi như là cái tiểu mỹ nhân. Lý Mộc Tâm liếc mắt một cái nữ hài, người này đúng là Lý Phủ Ngũ Tiểu Thư, danh gọi Lý Mộc Tuyết, đồng nàng giống nhau, cũng là thiếp thất sở sinh ngủ muội muội hôm nay nhưng là sớm a. À. Lý Mộc Tuyết ký xấu hổ lại tiếc hận, nếu nàng có thể lại sớm một bước nhường xa phu đem xe đuổi đi nên thật tốt nha, hôm nay cái buổi sáng họa mi nghe tứ tỷ tỷ trong viện nha hoàng nói tỷ tỷ ngài thân mình không lanh lẹ, cố gắng thượng không được học. Họa mi là Lý Mộc Tuyết đại nha hoàng. Lý Mộc Tâm trong lòng cười lạnh, lần trước nàng cũng không phải là liền như vậy đến trễ sao, trên mặt lại vô cùng thân thiết vãn khởi Lý Mộc Tuyết cánh tay, cái nào hạ nhân nhưng lại như vậy lắm miệng, muội muội khả muốn nói cho tên của ta, chờ quay đầu ta được hảo hảo quản giáo quản giáo, này thông hiểu nội tình, biết muội muội ngươi là quan tâm ta đây cái tỷ tỷ, không biết, còn tưởng rằng ngươi là ý định không muốn để cho ta đi đến trường đâu, như là vì điểm này hiểu lầm nháo đến mẫu thân, kia đã có thể khó coi, lý một tuyết huyết này uyển chuyển từ chối, chỉ phải xấu hổ cười bồi nói, tỷ tỷ giáo huấn là là muội muội sai lầm rồi. Lý một tâm phiêu lý mộ tuyết trên cổ tay vòng ngọc tử liếc mắt một cái, cười cười, hôm nay vì sao không thấy tam tỷ tỷ? Lý gia hiện thời thượng nữ học có ba người, trừ bỏ nàng cùng lý một tuyết, còn có con vợ cả tam tiểu thư lý một như. Nghe nói tam tỷ tỷ mấy ngày trước đây cùng bằng hữu đi ra ngoài đạp thanh, vừa vặn gặp hộ bộ phương thượng thư gia ngũ tiểu thư, được thưởng thức, hôm qua cái tam tỷ tỷ đệ bái thiếp cũng bị phương ngũ tiểu thư thu đâu. Lý Mộc Tuyết một mặt hâm mộ, lại sản tạp điên cuồng ghen tị. Khi ngủ tiểu thư nhưng là phương thượng thư con vợ cả nữ nhi A, nghe nói về sau là muốn hôn phối cấp hoàng tử. Khi được không, bảo không cho về sau chúng ta cũng có thể đi theo triêm quan đâu. Lý Mộc Tâm thuận miệng khoa một câu, liền lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát liền nghe thấy bên ngoài có người nói. Tam tiểu thư hôm nay cái muốn hòa phương gia ngủ tiểu thư cùng đến trường, các ngươi đi trước đi xa phu lên tiếng, vung roi, mang xe đi rồi, chỉ chốc lát liền đến An Dương hầu phủ trước cửa. Nữ học liền khai ở An Dương hầu bên trong phủ, chính là An Dương hầu phu nhân báo cáo hoàng gia sau mới vừa rồi mở, sở hữu vừa độ tuổi quan gia nữ tử đều có thể tới đây đi học. Nữ học cùng nam tử học viện bất đồng, mỗi tháng phùng tam, ngũ khai giảng, tỉ như đầu tháng 3, sơ ngũ, 13, 15 lấy này loại suy học cũng không như nam tử như vậy gia quốc thiên hạ, mà là học nữ đức nữ giới linh tinh điển tịch, cùng với một ít thi từ nhã tập, cùng dễ hiểu đạo khổng mạnh. Hai người đi vào học đường thời điểm, bên trong đã ngồi những người này. Lý một tâm vị trí ở đếm ngược hàng thứ hai, tuyết tình theo kịp thu thập một phen liền lui ra ngoài chờ đợi. Tả hữu tiên sinh đi lại còn cần chút thời gian, nàng liền cầm lấy bút lông, tỉnh khí ngưng thần bắt đầu luyện tự. Vừa xuyên Việt Na hội, nàng cơ hồ gặp được cùng trong tiểu thuyết khác xuyên việt giả đồng dạng vấn đề, không biết viết bút lông tự. Nàng chăm học khổ luyện 3 năm, hiện thời đã có thể viết một tay trăm hoa chữ nhỏ, mặc dù không vĩ đại, nhưng cũng có thể xem. Lý Mộc Tuyết vừa vào học đường hướng nàng đám kia bằng hữu lý nhất thấu, phản phất liền cùng thay đổi cá nhân thông thường, 12-13 niên kỷ, đúng là yêu chơi náo động đến mấy tuổi. Trong đó một cái nữ hài hâm mộ xem cổ tay nàng thượng vòng ngọc tử một tuyết ngươi này vòng ngọc tử sắc màu thấm vào thông thấu thật sự là xinh đẹp lý một tuyết bị khoa trong lòng mỹ tư tư nâng lên thủ thưởng thức bản thân một luồng tóc ống tay áo tự nhiên rủ xuống điểm nhường kia vòng tay càng thêm dễ thấy đẹp mắt sao cũng liền như vậy đi này vẫn là năm trước phụ thân ở ta sinh nhật ngày ấy tặng cùng ta có thể cùng lý một tuyết loại này thân phận ngoạn ở cùng nhau lại nơi nào có cái gì danh môn đích nữ tất cả đều là các gia thứ nữ, hơn nữa phụ thân phẩm giai cũng không rất cao. Các nàng người như vậy thường ngày tối hy vọng chính là phụ thân cùng mẹ cả chú ý cùng yêu thương. Chỉ có như vậy, tương lai tài năng gả người tốt gia đi hưởng phúc, cho nên này vừa nghe Lý Mộc Tuyết lời nói, nhất thời càng thêm thâm tiện. Lại có nhân hỏi nàng. Nghe nói nhà ngươi quan này nọ. Lý Mộc Tuyết chờ chính là những lời này, lúc này thêm lớn giọng, nhưng chỉnh gian học đường đều có thể nghe thấy, cũng không phải sao, ta gia mẫu thân mấy ngày trước đây ở Yến Phương các mua cái vòng ngọc tử, về nhà vừa mang không đến nửa ngày, chỉ bị ta tứ tỷ tỷ khoa hai câu, nhưng là đến bây giờ cũng chưa tìm gặp đâu. Lời này nói, giống như là kia vòng ngọc tử bị lý một tâm khoa không, khả lại tinh tế nhất tưởng, đã lý một tâm coi trọng kia vòng ngọc tử, có phải hay không lặng lẽ trộm đâu. Hoài nghi giống như là một gốc cây mầm móng, chôn xuống liền lập tức khỏe mạnh sinh trưởng, trong lúc nhất thời không ít tầm mắt đều dừng ở đang ở luyện tự lý một tâm trên người. Lý một tuyết lớn như vậy thanh âm, lý một tâm nơi nào có thể nghe không thấy, hai ngày trước chuyện cũng chỉ có thể nói đúng dịp thôi, mẹ cả ngô tân vòng tay, nàng bất quá đúng dịp gặp khoa hai câu, liền bị hữu tâm nhân lợi dụng, đảo mắt liền đem vòng tay cấp trộn, còn đem nồi vung đến trên đầu nàng, cũng là vừa vặn nguyên có này tình tiết, bằng không này trộn đạo thanh danh thật đúng là không tốt quan. Nàng buông bút quải bật cười. Ngũ Muội muội lời này nói, mẫu thân vòng tay quả thật là đẹp mắt, liền với ngươi mang này giống nhau đẹp mắt. Lý Mộc Tuyết vừa nghe liền nóng nảy. Ngươi đừng nói bừa, này vòng tay nhưng là phụ thân tặng cho ta di. Tặng cho ta. Lý Mộc Tâm. Muội muội hiểu lầm, ta chỉ là nói ngươi này vòng tay đẹp mắt, chỉ là kích cỡ tựa hồ lớn chút. Lý Mộc Tâm vừa nói như thế, người khác cũng không phải mắt mù lập tức phát hiện này vòng tay kích cỡ cùng lý một tuyết cổ tay kém thật nhiều các nàng tuổi tác tiểu thủ đoạn tế thông thường mang vòng tay kích cỡ đều sẽ tiểu một ít khả lý một tuyết trên cổ tay vòng tay kích cỡ rõ ràng thiên đại nếu là thủ buông xuống đi thật dễ dàng sẽ bốc ra rơi trên mặt đất mọi người ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi lại nhìn hướng lý một tuyết khi ánh mắt liền thay đổi việc này không khỏi cũng quá mức đúng dịp lý một tâm nhìn lướt qua mọi người quay lại thân tiếp theo viết của nàng tự. Ta. Ta. Lý Mộc Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nàng khẳng định này vòng tay tất nhiên không phải là mẹ cả đánh mất cái kia, khả lại cứ nàng lại không thể giải thích, cũng không thể nói này vòng tay quả thật không phải là của nàng, mà là hôm nay cái sớm cái trước nha hoàng đưa tới cho nàng mẹ ruột, lại bị nàng cấp tiệt hồ. Trong ngày xưa Lý Mộc Tuyết loại sự tình này nghiệp không thiếu can, nàng mẹ ruột trang sức kia giống nhau đều là nàng mang đủ mới cho nàng mẹ ruột tiếp theo mang, chỉ là luôn luôn không ai truy cứu, hiện tại đột nhiên bị lý một tâm đến đây như vậy vừa ra, chỉ phải ăn này ngậm bồ hòn. Nhưng mà trên trời phản phất cùng nàng mở cái vui đùa, lúc này, Lý Mộc Như từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Mộc Tuyết trên cổ tay vòng ngọc tử, lúc này nghi hoặc nói. Ngủ nguội muội làm sao ngươi mang theo của ta mẫu thân vòng ngọc? Chương 2 nữ học Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lý Mục Như thân mang quần áo màu hồng cánh sen mẫu đơn tán hoa váy dài, trứng ngỗng mặt, mày liễu mắt hạnh, thẳng tắp trừng mắt Lý Mục Tuyết. Lý Mục Tuyết vốn là cảm giác nang kham, bị Lý Mục Như vừa nói như thế, càng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì nói. Tam tỷ tỷ, này vòng tay là của ta. Lý Mục Như cũng không phải bổn, trọng đạo loại sự tình này là việc xấu trong nhà trong nhà có thể nháo, lại tuyệt không thể nhường ngoại nhân biết, huống chi phương ngũ tiểu thư đã ở này, nàng thật vất vả được coi trọng, làm sao có thể hủy ở một cái thứ nữ trên người, cho nên hung hăng đào liếc mắt một cái lý một tuyết, không nói chuyện. Này vòng tay kết quả là ai, một như muội muội không bằng cẩn thận nói một chút, chúng ta cũng nghe cái náo nhiệt. Khi phương gia ngũ tiểu thư sau đó tiến vào, quạt tròn bán che nghiêm mặt, lộ ra như hồ ly một loại ánh mắt, cười hì hì nói nàng mặt sau lại cùng vài cái nữ hài, có sụp mi thuận mắt, có a du nịnh hót, chúng tinh cũng nguyệt thông thường nâng nàng, cũng không có chuyện gì, chẳng qua là cái vòng tay thôi. Lý một như nói không tỉ mỉ nói câu, ước gì vị này Phương Ngũ tiểu thư đừng nữa hỏi. Phương Ngũ tiểu thư lôi kéo Lý một như thủ, nói, nói cũng không phải là như vậy nói, ta lấy muội muội làm bằng hữu đối đãi, như thực sự có người khi dễ ngươi. Ta lại há có thể ngồi yên không để ý đến, định là muốn cho ngươi thảo cái công đạo. Lý Mục như miệng phát khổ, việc này thực dũ ra đến, người khác chỉ biết cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao trò cười, chân chính đánh mất vẫn là lý phủ mặt mũi. Lý Mục tuyết là đi. Phương ngũ tiểu thư nâng nâng cầm, ngươi nói. Lý Mục tuyết về điểm này lá gan đã sớm bị dọa không có, một đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển, ta. Ta. Lý Mộc như nhân cơ hội cấp Lý một tâm sự cái ánh mắt. Lý một tâm nguyên bản không nghĩ quản, nhưng mà nàng nếu lần này xem nhẹ Lý một như, hồi phủ sau còn không chừng muốn thế nào khổ sở đâu. Nàng chỉ phải buông bút, cười chào đón. Cũng không quá nhiều sự, chẳng qua là ngủ muội muội cảm thấy mẫu thân này vòng tay đẹp mắt, đã nghĩ mượn đến đội mấy ngày, mẫu thân đợi chúng ta luôn luôn dày rộng từ ái, này không phải mượn đến đây thôi lý một như tán thưởng nhìn lý một tâm liếc mắt một cái phụ họa nói quả thật như thế là ta mới vừa rồi đã quên thế này mới náo loạn chê cười đúng 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 liền là mẫu thân cho ta mượn lý một tuyết cũng không ngốc đến da vội vàng đi theo nói phương ngũ tiểu thư suy một tiếng dễ thấy cảm thấy có chút không kính dẫn theo làn váy đi vào lý một như cùng lý một tuyết đồng thời nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh trở lại bản thân trên vị trí Lý Mộc Tâm cũng ngồi trở về. Lúc này lại có bốn nữ hài đi vào đến, này bốn nữ hài đều là 14, 15 niên kỷ, tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, đều là không tầm thường, trên người quần áo chất liệu cũng là mặt đường thượng hiếm thấy quý báu chất liệu. Này vài vị mới là trong học đường chân chính quý nữ, hoặc là chính là hoàng thất dòng họ, hoặc là chính là phụ thân quan chức văn hoa. Trong học đường không ít người đều muốn cùng các nàng phàn phàn quan hệ, chỉ cần được coi trọng cùng các nàng ngoạn thượng vài ngày, nói không chính xác có thể gả cho người trong sạch, nếu là bị các nàng trong phủ thiếu gia tướng trung, chẳng sợ làm thiếp kia cũng là trèo cao. Nhưng mà, này đó nữ hài phản phất tự mang che chắn quan hoàng, người khác căn bản chen vào không lọc đi, mặc dù kiên trì đi phía trước, cũng chỉ hội bị đâm cho đầu rơi máu chảy, lưu lại cười nhạo thôi. Dần già, mọi người cũng thành thật không ít, chỉ là ánh mắt theo này đó nữ hài, mắt nhìn các nàng tán gẫu ngồi ở thuộc loại bản thân trên vị trí. Lý Mộc Tâm làm bộ như tưởng muốn tiến lên kết bạn, lại lòng sinh ý sợ hãi, cuối cùng buông tha cho mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiếp tục đề bút luyện tự. Đại gia hỏa đều là như vậy tình huống, nàng ký không thanh cao cũng bất quá cho nịnh nọt, mẫn nhiên cho chúng chút không làm cho người ta chú mục, vừa khéo. Nàng phải thời khắc nhớ kỹ nàng là gian tế bị nàng mẫu thân dẫn ở đại nhân vật phản diện tỉnh vương gia kia quải quá bài. Chỉ chốc lát, tiên sinh đến đây. Đây là một vị nữ tiên sinh, ước chừng hơn 40 tuổi, họ trương, chính là An Dương Hầu phu nhân thiên tân vạn khổ tìm thấy. Trương tiên sinh đối học sinh cực kỳ nghiêm khắc, dạy học thời điểm cũng là dị thường nghiêm cẩn, gần nhất luôn luôn tại giảng nhất bộ nhã tập. Lý Mộc Tâm chỉ cảm thấy Trương Tiên Sinh lời nói mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu được, nhưng mà hợp ở cùng nhau nàng lại hoàn toàn không hiểu kia là có ý tứ gì. Vì thế hôm nay thư nghe được nàng đầu choáng ván não trướng buồn ngủ, thật vất vả hầm đến tan học, nàng bị lưu đường. Trương tiên sinh không giống dĩ vãng như vậy trực tiếp phạt nàng chép sách, chỉ là trầm mặt một hồi, nói. Ngươi quý phủ sự tình ta cũng nghe được một điểm, hậu trạch âm tư thời cổ liền có, ngươi. Rất ứng đối có thể, như thật sự không được liền đến hầu phủ tìm ta cái này nhưng là đến phiên lý một tâm kinh ngạc nàng còn tưởng rằng nàng tại đây vị trương tiên sinh trong mắt không tính là cái gì đệ tử tốt đâu muốn không làm gì hội luôn luôn khiến cho nàng sao chép sách hiện thời bị như vậy một cửa hoài đột nhiên tìm đến một loại nhi khi bị chủ nhiệm lớp chiếu cố cảm giác trong lòng thật đúng rất cảm động chỉ là trương tiên sinh dù sao chính là một cái dạy học tiên sinh có năng lực có bao lớn quyền lợi còn nửa điểm ấy việc nhỏ nàng cũng là có thể ứng phó đa tạ tiên sinh quan tâm, trong phủ lại không có gì đại sự, chẳng qua là chút lời đồn đãi thôi, học sinh mẫu thân từ trước đến nay nắm rõ rộng lượng, thì sẽ còn học sinh công đạo. Trương tiên sinh, trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi. Lý một Tâm lại bị vị này nữ tiên sinh dặn dò vài câu học nghiệp mới được thả ra, liền như vậy một hồi công phu, người trên đường đã đi không ảnh, chỉ còn lại có nàng một cái, mà ngay cả tuyết tình đều mất không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là lý một tuyết khiến cho hư cũng may hiện tại bất quá giờ thân thiên còn lớn hơn lượng nàng vội vàng đi về phía trước này học đường dù sao dạy là nữ học đều là nữ tử cho nên cái ở phía sau viện mà xe ngựa tắt ở phía trước trước cửa chính ngừng này một đường thực tại không gần lý một tâm xem tả hữu không ai rõ ràng xuyên vào hoa viên tìm gần đường đi hầu phủ hoa viên không nhỏ giờ phút này rất là yên tĩnh mà ngay cả cái hạ nhân cũng chưa gặp được, Lý Mộc Tâm chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không để ý tới này so nhà nàng lớn hơn không ít hoa viên có bao nhiêu sao lịch sự tao nhã xinh đẹp, dưới chân càng chạy càng nhanh, cho đến khi trải qua một mảnh bụi hoa khi bị người gọi lại. Vị kia tiểu nương tử, chính là ngươi, dừng lại dừng lại. Này thanh âm là cái tuổi trẻ nam âm, hơn nữa khoảng cách nàng rất gần, nàng theo bản năng dừng lại, quay người lại liền gặp được một nam kinh nam tử đối diện nàng vẫy tay. Nam tử dáng người cao ngất, mặc một thân thạch thanh sắc tố mặt cẩm y, bên hông cột lấy một căn thương màu tím chu bạc mang, một đầu mặt phát dùng một căn bạch ngọc trâm buộc lên, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng khẽ nhếch, một bên khóe miệng hơi nhíu, mang theo cổ bỉ vị. Lý một tâm nhìn đến người này, chỉ cảm thấy cả người nhất run run, lập tức quay đầu bỏ chạy, ai có thể nói cho nàng, Thế nào nam chính sẽ đột nhiên xuất hiện tại An Dương hầu trong phủ? Nam tử này không phải là người khác, đúng là trong tác phẩm này nam chính, Yến Vương thế tử Tống Dục. Tống Dục khi còn sống có thể chia làm ba cái giai đoạn, trung kỳ cùng hậu kỳ đều không đáng sợ, chỉ có giai đoạn trước thì phải là một vị hỗn vui lòng hoàng khố, toàn bộ kinh thành đều trên danh nghĩa, tuyệt đối không thể trêu vào. Ai ai ai, chính là ngươi, tiểu nương tử, ngươi chạy cái gì a? À? gọi ngươi đấy không nghe thấy a à, lỗ tai điếc vẫn là tưởng bản thế tử nhường này đôi lỗ tai điếc tống dục chân dài hai ba bước liền đuổi theo lý một tâm một phen giữ chặt cổ tay nàng lông mi khẽ chớp u a tiểu nương tử tốt như vậy tướng mạo không biết là cái nào quý phủ lý một tâm trong lòng biết chạy không thoát cũng may bốn phía không người cũng không ai thấy nàng bị tống dục đụng chạm rảnh tay cổ tay chạy nhanh tránh thoát đứng vững sụp mi thuận mắt trực tiếp xem nhẹ đến tống dục mặt sau câu nói kia, nói. Thế tử gia hiểu lầm, tiểu nữ tử hiện thời còn chưa cập kê, cô nam quả nữ luôn là không tốt, thế này mới nghĩ tị hiềm. Tống dục cao thấp đánh giá lý một tâm một phen, còn tưởng rằng là bị bản thế tử dọa chạy, vậy ngươi là như thế nào nhận được bản thế tử? Tiểu nữ tử ở trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy qua đời tử gia, thế tử gia anh minh thần võ, này liền nhớ kỹ. Lý một tâm trả lời, bất quá nàng lời này cũng không nói sai nàng lần đầu tiên nhìn thấy tống dục quả thật là ở trên đường nghe người khác nói lên thân phận của tống dục nàng lập tức đem nhân cấp nhớ kỹ vì chính là về sau có thể cách nam nữ chính xa một chút bảo trụ mạng nhỏ ngươi này tiểu nương tử miệng nhưng là ngọt được rồi bản thế tử cũng không tính toán với ngươi đi lại giúp bản thế tử tìm cái này nọ tìm được sẽ tha cho ngươi bằng không tống dục tà liếc mắt một cái lý một tâm gặp đối phương sợ hãi rụt rè bộ dáng, đột nhiên liền nổi lên treo đùa tâm tư. Đã tiểu nương tử tâm mộ bản thế tử, kia liền đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng ngươi quá môn, cũng đều không phải không thể. Đi mẹ ngươi. Lý một tâm lý thầm mắng, trên mặt cũng là kính cẩn nghe theo hỏi. Không biết là vật gì kiện. Là khối ngọc quyết, đại khái lớn như vậy, liền tại đây phụ cận điệu. Tống dục lấy tay khoa tay múa chân một chút, đại khái cùng bàn tay hắn không sai biệt lắm đại. Lý một tâm mắt xem xét đi không được, chỉ phải cúi đầu bắt đầu tìm kiếm, chỉ hy vọng có thể mau điệu tìm được, sớm một chút rời xa vị này sát tinh. Tống dục trành một hồi, gặp Lý một tâm lại không trốn chạy tâm tư, liền cũng cúi đầu đi tìm, khi ngọc quyết nhưng là hắn vừa tìm thấy cổ ngoạn ý, đáng giá lắm, bản còn tưởng đi lại tìm an dương hầu phủ thế tử khoe khoang khoe khoang, nào biết đi đến lúc này không cẩn thận rơi trên mặt đất, cũng không biết điệu đi đâu vậy, lại cứ lại không nhân ảnh đi ngang qua, chỉ phải bản thân tìm kiếm. Lý Mộc Tâm không muốn cùng vị này thế tử gia đi thân cận quá, vừa mới bắt đầu còn cẩn thận tìm, sau này gặp đối phương không chú ý, cố ý càng chạy càng xa, mắt xem xét lại đi đường vòng có thể trốn chạy, hưng phấn một cước thải tiếng bụi cỏ, chỉ nghe ca sát một tiếng, dưới chân tựa hồ có cái gì vậy, còn bị nàng giẫm hư. Lý Mộc Tâm trong lòng nhất thời phím ra một dòng không rõ, nàng lặng lẽ chuyển khai chân, chỉ thấy dưới chân một khối bạch hổ ngọc quyết, dĩ nhiên bị nàng thải đến nát tam tiệt. Tống dục đang tìm kiếm ngọc quyết, mà dưới chân nàng vừa vặn cũng là ngọc quyết, thứ này thuộc loại ai không cần nói cũng biết. Lý một tâm trong lúc nhất thời trong lòng run sợ, đầu óc không rõ, đều sẽ không suy tư. Vừa vặn lúc này, tống dục đột nhiên kêu một tiếng, bên kia tiểu nương tử. Lý một tâm bị này một tiếng dọa phá đảm, trực tiếp búng lên, ngay cả xem tống dục sắc mặt lá gan đều không có, nhắc tới váy tác nha tự bỏ chạy, chỉ chốc lát sẽ không ảnh. Tống dục vốn định đề điểm một phen, đừng làm cho này trước mắt duy nhất giúp đỡ chạy, cũng là bất ngờ không đề cập tới phóng, nhanh chạy hai bước, liền thấy bụi cỏ bên cạnh bị thải toái ngọc quyết, nhất thời ngẩn ra. Hắn chỉ cảm thấy cả trái tim can đều theo này ngọc quyết bị đạp vỡ, đau lòng phải chết, lập tức lại bị khí phải chết, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem kia tiểu nương tử đoạt về đến đánh tơi bời một chút môn, hảo ngươi cái tiểu nương tử, ngàn vạn đừng làm cho bản thế tử tìm được, bằng không. Bản thế tử nhớ kỹ ngươi. Chương 3 Lý Mộc Tuyết bị phạt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý Mộc Tâm một đường chạy đến hầu phủ ngoại, xác định tống dục không đuổi theo, phương mới dừng lại dùng khăn lau quệt trên mặt hãng, thở hỗn hển hai chân như nhũng ra, phế đi thật lớn khí lực mới đi đến xe ngựa bên cạnh, tuyết tình quả nhiên đã chờ ở kia. Tuyết tình sốt ruột tiến lên nâng trụ lý một tâm, tiểu thư, sắc mặt ngài sao như vậy khó coi. Nàng mới vừa rồi luôn luôn không đợi đến nàng gia tiểu thư, vừa vặn ngủ tiểu thư xuất ra, nói tứ tiểu thư đã trước một bước xuất ra, nàng vội vàng chạy đến, nơi nào nhìn đến nàng gia tiểu thư bóng dáng, lại cứ tam tiểu thư đã ở, không nhường nàng lại tìm về đi, nàng chỉ phải tại đây chờ không ngại sắc trời đã tối muộn mau mau đi thôi lý một tâm cũng có thể đoán được sao lại thế này từ tuyết tình đỡ lên xe ngựa tuyết tình xoay người thượng mặt sau bọn nha hoàng ngồi xe ngựa nhân tề xa phu lập tức vung roi đánh xe đi rồi trên xe ngựa lý một như ngồi ở tận cùng bên trong lý một tuyết cùng lý một tâm ngồi ở hai bên lý một như sắc mặt đều rất không tốt mới vừa rồi lúc đi ra vì kia phương gia ngủ tiểu thư vậy mà ngay cả quan tâm cũng chưa quan tâm nàng, thẳng đi rồi. Lý một Như biết, nàng đây là đắc tội với người gia, mà đầu sỏ gây nên cũng bất quá trước mắt này nhị vị, vì thế Mạc Danh Kỳ Diệu ngay cả Lý một Tâm cũng cấp hận thượng. Lý một Tâm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì cũng không từng thấy, liền như vậy thành thành thật thật ngồi. Kinh thành có thể chia làm tam bộ phận, đệ một phần chính là trung tâm hoàng cung thứ hai bộ phận được xưng là nội thành, đều là hoàng thất dòng họ quan to hiển quý phủ đệ, An Dương Hầu Phủ liền tại đây nội thành bên trong, thứ ba bộ phận chính là ngoại thành, ngoại thành dân cư hỗn loạn, như là quan phẩm thiên thấp quan viên sai dịch, dân chúng thương hộ đều ở tại ngoại thành bên trong. Lý Phủ Lão gia tên là Lý Thanh Vân, tuy là viên chức, lại chỉ là một cái chính bác phẩm biên tu quan, tự nhiên cũng ở tại này ngoại thành bên trong, chẳng qua nhân lệ thuộc cho su mật viện, chuyên vì su mật sử phục vụ, cho nên phủ đệ vị trí coi như không sai, đang ở gần sát nội thành bên cạnh. Xe ngựa một đường chạy, chỉ chốc lát liền đến địa phương. Tam vị tiểu thư xuống xe, Lý Mộc như dò xét mắt muốn chuồn êm Lý Mộc Tuyết, ngủ nguội muội đây là đi đâu? Lý Mộc Tuyết không thể không dừng bước lại, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay cái buổi sáng di nương muốn ta quá đi xem đi. Chờ thấy mẫu thân lại đi là được. Lý Mộc Như quét mắt cửa tiếp nhân nha hoàng, ngũ tiểu thư hôm nay cái có thể là dọa đến, các ngươi đỡ nàng điểm, đừng quăng ngã. Nói xong quay đầu lại nhìn Lý Mộc Tâm liếc mắt một cái, gặp người ngoan ngoãn đi theo bản thân mặt sau, tâm tình cuối cùng tốt lắm một điểm. Tốt xấu còn có một có hiểu biết. Lý Mộc Như nghĩ như thế, lại không biết Lý Mộc Tâm giờ phút này chỉ cảm thấy Lý Phủ chính là thiên đường, hận không thể lập tức liền vọt vào đi, để tránh tống dục kia ôm thần theo kịp. Đương nhiên, nếu nhường Lý gia nhân biết được nàng đem Yến Vương Thế tử cấp đắc tội, đánh giá nàng lập tức theo thiên đường rơi vào địa ngục. Cho nên chuyện này nhất định giấu giếm tốt lắm. Lý một Tâm trong lòng tính toán, không yên lòng đi theo bọn họ đi vào hậu viện, đi đến chủ viện thiên thính. Nhà giữa phu nhân bất quá 30 có ngủ, danh gọi Lâm Thu Linh, lấy chồng tiền chính là thương hộ chi nữ, có thể gả cho Lý Thanh Vân loại này viên chức, lúc trước cũng là mất không ít khí lực. Nàng mặc phù dung sắc cổ tròn hẹp tay áo giáp sam, bên ngoài khoác một tầng giả màu đỏ xanh đen sa xa mỏng, trên đầu búi tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, ngồi ngay ngắn ở một trương hoa lê tượng điêu khắc gỗ hoa viên ghế, phía trước là một trương đồng khoảng địa phương bàn, trên bàn để nước trà điểm tâm cùng một quyển viên đến một nửa kinh Phật. Nhưng mà lại nghiêm túc khuôn mặt nhìn thấy lý mục như thời điểm cũng nháy mắt hóa thành ôn phong mưa phùn, Như Nhi, hôm nay cái sao tới được như vậy sớm, nhưng là trong học đường đã xảy ra chuyện Nương lý một như gục ở Lâm Thu Linh trong lòng trong học đường nhưng là vô sự chẳng qua nữ nhi sợ là chọc kia Phương ngủ tiểu thư bất khoái Lâm Thu Linh vừa nghe lập tức nóng nảy cái gì như thế nào như thế buổi sáng không phải là hảo hảo thôi lý một như liếc mắt một cái mặt sau kia nhị vị thứ nữ lý một tâm mắt nhìn Lâm Thu Linh đem ánh mắt chuyển đến trên người bản thân liền hành một cái lễ mẫu thân vạn Phúc Lý Mộc Tuyết đi theo hành lễ. Lý Mộc Như cười lạnh. Ngủ muội muội không bằng chính mình nói nói, mẫu thân vòng tay sao sẽ xuất hiện ở cổ tay của ngươi thường. Lý Mộc Tuyết phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngón này vòng tay là phụ thân đưa cho Di Nương, nữ nhi chỉ là lấy đi lại trước mang mang. Càng nói đến mặt sau, nàng lại càng hư, trong lòng thậm chí bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ này vòng tay thực bản thân chạy về tìm đến nàng. Nghĩ vậy, Lý Mục Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, chớ không phải là chuyện ma quái. Lâm Thu Linh nhìn về phía đứng ở một bên Lý Mục Tâm, đột nhiên hỏi nói. Mộc Tâm, làm sao ngươi nói? Lý Mục Tâm hơi hơi cúi đầu. Ngủ muội muội luôn luôn tâm địa thiện lương, nghĩ đến sẽ không làm bực này trộn đạo việc. Bất quá nữ nhi nhớ được mẫu thân nói qua, này vòng tay chính là Yến Phương các định chế, bên trong khắc Yến Phương các tên cửa hiệu, mẫu thân không bằng đội trước thử xem vòng tay lớn nhỏ nhìn nhìn lại kia tên cửa hiệu còn có hay không sau đó mới nói khác lý một như đồng ý nói tứ muội muội nói đúng nương ngươi thử xem tự nhiên sẽ biết là cùng không phải là lâm thu linh điểm đầu lập tức có nha hoàng đem lý một tuyết trên cổ tay vòng tay lấy xuống đến trà lau sạch sẽ rồi sau đó đưa đi lại nàng tiếp nhận hướng trên tay đeo hạ kích cỡ vậy mà vừa vặn nàng cho mày lại đem vòng tay lấy xuống rồi sau đó ngón cái hướng vòng tay Lý Sườn sờ sờ, nhất thời biến sắc, trực tiếp dơ lên chén trà nện ở Lý Một Tuyết trên người, nước trà vẫy Lý Một Tuyết một thân, hảo ngươi cái Lý Một Tuyết, ta Lý Gia không từng thiếu ngươi ăn mặc, là ai cấp lá gan của ngươi dám đi này trộm đạo việc. Ta không có. Lý Một Tuyết trừng lớn mắt, nàng kia dám thừa nhận, thừa nhận mới là thật muốn ai phạt. Này vòng tay kích cỡ cùng Yến Phương đường tên cửa hiệu đều ở, ngươi còn dám ngụy biện, xem ra không thỉnh gia pháp, ngươi đều không biết ai mới là này lý phủ chủ tử. Lâm Thu Linh thật sự là bị tức ngoan, nhìn bà tử lấy đến roi, đánh, cho ta hung hăng đánh. Nhất roi đùng một tiếng trừ ở lý một tuyết trên lưng, lý một tuyết đau hét lên một tiếng, lập tức kêu lên. Ta nói, ta toàn nói. Lâm Thu Linh vẫy vẫy tay, bà tử đi xuống. Lý Mộc Tuyết trừ trừ nghẹn nghẹn, nói ngày ấy ta đúng dịp nhìn thấy tứ tỷ tỷ khoa mẫu thân tân vòng tay mẫu thân liền thưởng cho tứ tỷ tỷ một chi ngân sai trong lòng đố kỵ liền thừa dịp mẫu thân không ở khi vụng trộn đem kia vòng tay trộn xuất ra ném vào hoa viên bụi hoa bên trong lại bảo trong phòng nha hoàng đi ra ngoài truyền lời đã nói kia vòng tay là tứ tỷ tỷ trộn vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay không nghĩ hôm nay sáng sớm có cái nha hoàng nâng cái hòm vào di nương trong viện trong hòm đó là này vòng ngọc nha hoàng nói là phụ thân đưa cho di nương ta coi kia vòng tay xinh đẹp liền bản thân đội cũng không tưởng không muốn cùng nàng ra bên ngoài cái kia cũng là đồng nhất cái vòng tay muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng có tật giật mình không từng cẩn thận đoan trang kia vòng tay liếc mắt một cái lý mục tuyết ngay cả tự xưng đều đã quên nọa nọa đem sự tình trải qua tự thuật một lần lâm thu linh trầm ngâm một lát đối hạ nhân phân phó nói đi đem cái kia tiểu nha hoàng tìm đến nặc. Bọn hạ nhân đáp lại, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lý Mộc Tâm nhẹ nhàng lau mu bàn tay, nàng cùng Lý Mộc Tuyết đứng không xa, một chút nước trà chiếu vào trên người nàng, bất quá thủy cũng không nóng. Sự việc này người khởi xướng vốn là Lý Mộc Tuyết, chỉ là không ai biết kia bụi hoa Lý vòng tay là nàng Lý Mộc Tâm tìm ra, cái kia tiểu nha hoàng cũng là nàng phái đi, nàng sáng sớm liền biết Lý Mộc Tuyết có thưởng nàng mẹ ruột trang sức thói quen, thế này mới diễn như vậy vừa ra diễn, mà cái kia tiểu nha hoàng sớm bị nàng thả ra phủ đi, trước mắt tử vô đối chứng, Lâm Thu Linh luôn luôn tự phụ, chỉ biết cho rằng là Lý Mộc Tuyết lừa nàng. Quả nhiên, đã đi ra ngoài tìm người bà tử trở về đối Lâm Thu Linh thì thầm vài câu, Lâm Thu Linh giận tím mặt, một cái tác chụp ở trên bàn, đem ngủ tiểu thư buộc lại ném vào Phật đường, cấm đoán một tháng, mỗi ngày chỉ cho phép nhất bữa cháo trắng. Một tháng không thấy thiên nhật, mỗi ngày lại chỉ có một chén cháo trắng, không chết được nhân lại đủ để cởi một tầng da, lý một tuyết sắc mặt trắng bệt, mạnh dập đầu. Nữ nhi biết sai, mẫu thân tha nữ nhi đi. Lâm Thu Linh Miệng cũng cấp đổ, dẫn đi. Hai cái cường tráng bà tử ma lưu tiến lên đem lý một tuyết cấp trói rắn chắc, lại lấy ra mau khăn nhét vào miệng, liền như vậy cấp tha đi ra ngoài. Lý một tâm cúi đầu, phản phất căn bản cái gì đều không phát hiện. Nương, uống một ngụm trà, chớ để lại khí. Lý Mộc Như bưng nha hoàng tân đưa tới chén trà đặt ở Lâm Thu Linh trên tay, chọc tức thân mình, nữ nhi nhưng là muốn đau lòng. Lâm Thu Linh bị nữ nhi khuyên trong lòng cuối cùng thoải mái không ít, còn là của ta như nhi biết chuyện. Nàng uống ngụm trà thủy, phục lại buông, như nhi, mấy ngày nữa chính là tấn văn bá phu nhân sinh nhật, nhà nàng nữ nhi tuổi cùng ngươi sắp xỉ, ngươi đến lúc đó nên hảo hảo chuẩn bị một chút, chớ để lại hướng hôm nay như vậy đắc tội với người lý một như mẫu thân yên tâm nữ nhi đỡ phải lâm thu linh thở dài trong lòng ngươi đều biết liền hảo hai mẹ con lại nói tới nói lui lý một tâm đứng ở một bên cuối đầu lâm thu linh không lên tiếng nàng sẽ không có thể rời đi ở thế giới này thứ nữ chính là như vậy không ai quyền cũng may nàng còn chưa có cập kê Nàng thân sinh mẫu thân chính là theo trong thanh lâu bị nâng xuất ra lương kỹ, mặc dù thân phận đê tiện, lại cứ lại thâm sâu phụ thân yêu thích, một tháng ít nhất có 10 ngày đều phải túc ở nàng thân sinh mẫu thân kia, cho nên Lâm Thu Linh luôn luôn xem các nàng mẹ con không vừa mắt, chỉ sợ nàng nhất cập kê, ngay cả làm cho người ta làm thiếp khả năng đều không có, chỉ biết bị đưa cho nhà ai quyền quý làm cái đồ chơi. Cũng may nàng năm nay vừa 13, chờ lại toàn 2 năm tiền, cập kê vừa đến lập tức trốn chạy đến lúc đó rời xa kinh thành, núi cao hoàng đế xa, thiên cao nhậm chim bay, ai có thể đem nàng làm sao bây giờ? Vì thế, nàng nhưng là ngay cả làm giả hộ tịch cùng lộ dẫn địa phương đều hỏi thăm tốt lắm. Nàng đang muốn hảo, đột nhiên chấp mũi phiêu tiếng một dòng nhẹ mùi hoa, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng vị kia thân sinh mẫu thân dĩ nhiên phiêu vào trong nhà, quần áo xanh lá mạ sắc bàn kim màu theo đoạn váy uống lượng tha, hùng hùng hổ hổ vào phòng. Viễn Nhi cấp phu nhân thỉnh an. Kiều Viễn Nhi hững hờ nâng nâng thân. Ngươi tới làm cái gì? Lâm Thu Linh cho mày lại, trong mắt tất cả đều là ghét bỏ. Kiều Viễn Nhi vuốt ve trên đầu ngọc sai, cười nói. Lão gia nói trái tim năm nay cũng đã 13, nên ra đi mở mang kiến thức, tấn văn bá phu nhân sinh nhật nhưng là vừa vặn, đến lúc đó liền phiền toái phu nhân. Ngươi này tiện. Lý Mộc Như Mạnh đứng lên liền muốn mắng, lại bị lâm thu linh ngạnh sinh sinh cấp ấn đi trở về nhất phái vân đạm phong khinh trả lời đã là lão gia phân phó vậy đi thôi khi liền đa tạ phu nhân kiều uyển nhi không đi tâm nói tạ dắt lý một tâm bước đi lý một tâm vốn đang buồn bực như vậy một cái tụ hội nàng một cái thứ nữ có đi hay không có năng lực thế nào nhưng mà đi không bao xa chợt nghe nàng nương nhỏ giọng nói câu đại quản gia có nhiệm vụ phái xuống đến ngay tại tấn văn bá trong phủ đại quản gia đó là tỉnh vương gia trong tay chuyên môn quản bọn họ này đó cơ sở ngầm mật thám nhân. Lý Mục Tâm Chương 4 Bị Nam Chính theo dõi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý Mục Tâm tuy rằng đã xuyên việc đi lại 3 năm, lại theo chưa làm qua nhiệm vụ, nguyên chủ nhưng là làm qua vài cái phải có tiểu hài tử hoàn thành nhiệm vụ, bất quá đều là phụ trợ người khác, nguyên chủ tuổi tác tiểu, ngay cả bản thân phụ trợ là ai đều không biết, chỉ là Kiều Uyển Nhi nhường làm như thế nào liền làm như thế nào. Lý Mộc Tâm đối này bộ phận ký ức rất mơ hồ, tối rõ ràng đó là ba năm trước nàng theo lạnh như băng thấu xương trong hồ nước bò ra đến, Kiều Uyển Nhi biểu cảm phản phất là từ trong địa ngục bò ra đến ác quỷ, không giống khác mẫu thân như vậy ôm nàng khóc nháo, mà là đem nàng lĩnh đến vị kia đại quản gia trước mặt, giọng tâm hận nói. Nữ nhi của ta lại nói như thế nào cũng là tỉnh vương gia nhân, hiện thời bị người như vậy khi dễ lại như thế nào nhường kia tặc tử nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sau không bao lâu liền có một tờ giấy nhét vào kiều uyển nhi trong tay lý một tâm bị bắt nhìn chuyện này người khởi xướng là lý thanh vân tân nâng vào phủ tiểu thiếp chẳng qua là ghen tị kiều uyển nhi được sủng ái thôi không bao lâu này tiểu thiếp đã bị rơi vào hồ nước chết đuối sau khi chết còn bị an cái cùng người tư thông đắc tội danh chứng cứ đầy đủ mọi thứ ngay cả gian phu đều có cuối cùng chỉ bị một trương phá chiếu một quyển ném tới bãi tha ma ngay cả tòa phần đều không có đây là lý một tâm xuyên việc sau lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cứ việc chuyện này là vì nàng dựng lên nhưng vô khổng bất nhập mật thám cùng này cái gọi là chứng cứ đều làm cho nàng cả người lông tơ thẳng dựng thẳng nếu ngón này đoạn dùng ở trên người nàng sợ là nàng ngay cả nhất tập đều sống không nổi lý một tâm nhớ được xuyên việc tiền vừa học hội một câu nói nếu không thích ứng xã hội xã hội phân phân chung giáo ngươi một lần nữa làm người. Nàng này không phải thuộc loại bị giáo làm người sao, vì thế nàng áp chế sở hữu tiểu tâm tư, lanh lợi nhận thức hạ này mật thám thân phận, đi theo nàng nương đi tỉnh vương gia kia lộ mặt, nhưng làm gì làm gì, hết thảy chờ hỗn quá cập kê chạy xong lộ lại nói. Lý một tâm trong đầu kêu loạn, một bên hạt tưởng một bên cùng sau lưng kiều uyển nhi trở về nàng mẹ con ở lại tiểu viện tử, cho đến khi đóng cửa lại, mới khẩn cấp hỏi, nương, là nhiệm vụ gì? Có ngoại nhân ở thời điểm nàng mới có thể xưng hô Kiều Uyển Nhi di nương, không ai thời điểm liền trực tiếp xưng hô nương. Kiều Uyển Nhi oai ngã vào trên quý phi tháp, thân mình liền cùng không xương cốt dường như, thủ chống sườn mặt xem nàng, tấn văn bá ở triều đình lý từ trước đến nay trung lập, bất quá gần nhất cố ý cùng thừa tướng kết thân, thừa tướng khả luôn luôn là đại hoàng tử bên kia, đại quản gia nói, bất luận ngươi vẫn là giết người, dù sao hôn sự này không thể thành. Tấn văn bá quan bái hữu giáng nghị đại phu, vì theo tứ phẩm, nếu là trở thành đại hoàng tử lực cánh tay, quả thật có chút phiền phức. Lý một tâm trái tim bang bang thẳng khiêu, không biết đám hỏi nam nữ đều là hà thân phận. Kiều Uyển Nhi lười biến nói. Tấn văn bá tam nữ nhi mấy ngày trước đây vừa mới cập kê, nghĩ đến là nàng, đến mức thừa tướng bên kia, con trai mấy tuổi đều trưởng thành, nhưng là đích trưởng tôn tuổi sắp xỉ, phải là hắn không sai. Nói đến này, nàng hơi hơi ngồi thẳng lên, như như ngọc hành giống như ngón tay điểm điểm lý một tâm mi gian, người nhà đầu kia bình thường cũng nên nhiều quan tâm quan tâm bên ngoài tin tức, chúng ta ra sao ngang phân, nếu là biết đến tin tức thiếu, không chừng kia ngày ngay cả mệnh đều không bảo đảm. Lý một tâm, nương giáo húng là, là nữ nhi sơ sót, kiều uyển nhi thở dài, chúng ta người như thế nhất sơ sẩy không được, nhiệm vụ lần này bản không tới phiên chúng ta, chỉ là đại quản gia nói, ngươi tuổi này nên đi ra ngoài luyện luyện, việc này tuy rằng xem nan chút, nhưng chỉ cần xử lý thích đáng, cũng không thậm nguy hiểm, vì nương thế này mới đem nhiệm vụ thảo đi lại, cho ngươi luyện luyện tập. Lý Mộc Tâm Nương cùng đại quản gia quan hệ tốt lắm. Kiều Uyển Nhi ngẩn ra, viết quá mặt ách xì một cái, này canh giờ thế nào có chút mệt nhọc, ngươi đi ra ngoài đi, ta trước nghỉ một chút. Lý Mộc Tâm biểu môi, nơi nào không biết đây là không nghĩ nói cho nàng đâu, không muốn nói nàng còn không muốn biết đâu, xoay người ra ốc. Chỉ chớp mắt đến thượng nữ học ngày, lúc này không có Lý Mộc Tuyết, trên xe ngựa chỉ có một Lý Mộc Như. Lý Mộc Tâm đánh cái tiếp đón, gặp đối phương lạnh lẽo, liền thẳng ngồi ở một bên. Xe ngựa một đường bình tĩnh chạy đến An Dương Hầu Phủ trước cửa, Lý Mộc Như dẫn đầu xuống xe ngựa, một trận gió dường như đi xa, phản phất nhiều cùng Lý Mộc Tâm nhiều ở chung một khắc trong lòng đều không thoải mái. Lý Mộc Tâm cũng không để ý, chỉ là vừa vén lên màn xe, liền xa xa nhìn thấy hầu phủ trước cửa ngồi hai người, trong đó một cái là An Dương hầu phủ thế tử Diệp Thịnh Dương, một cái khác còn lại là Yến Vương thế tử Tống Dục. Tống Dục. Nàng trừng lớn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt tái nhợt xuống dưới, thủ so đầu óc phản ứng còn nhanh lượt xuống xe lim, một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Diệp Thịnh Dương đã bồi Tống Dục ngồi một cái buổi sáng, nếu không phải là hắn coi Tống Dục là hảo huynh đệ, đổi cá nhân sớm trở mặt, ta nói ngươi còn muốn ở nhà của ta đại môn khẩu thủ bao lâu a? À? Chờ ta bắt đến bởi vì chỉ. Tống Dục nghiến răng nghiến lợi, hắn lớn như vậy còn chưa từng ăn qua thịt thòi lớn như thế, lại cứ ngày ấy chỉ có chính hắn, quay đầu lại nghĩ gọi người đi thăm dò đều không biết từ đâu ra khởi, chỉ có thể dùng này bổn phương pháp, ngay tại cửa thủ. Ta nói ngươi cũng quá cẩn thận mắt cùng nhất tiểu nương tử gọi cái gì kính. Diệp Thịnh Dương biểu môi, lại nói, ngươi kia cái gọi là bạch hổ ngọc quyết vốn là giả tạo, cũng liền giá trị ngũ lượng bạc, ngươi là bị người lừa, quan nhân gia tiểu nương tử chuyện gì, mặc dù là vị kia tiểu nương tử dẫm hư, nhiều lắm cùng ngươi ngũ lượng bạc chính là, ngươi một đại nam nhân, cần gì phải cùng cái tiểu nương tử như vậy tính toán chi ly. Đi đi đi, gia ta vui. Tống dục vẫy vẫy tay, như là đuổi rùi bọ thông thường, ngày ấy hắn lòng tràn đầy vui mừng, vốn tưởng rằng được cái bảo bối, đầu tiên là không cẩn thận đã đánh mất, sau này bị kia không biết tên tiểu nương tử cấp dẫm hư, chờ hắn đau lòng nâng toái điệu bạch hổ ngọc quyết đi tìm dịp thịnh dương thời điểm, lại bị cho hay này ngọc quyết là giả, nhiều lắm giá trị ngủ hai tiền bạc. Này hai ngày hắn khả là bị người trào phúng quá mức, dọa người quan mặt nhi, ai bảo kia tiểu nương tử gặp ta liền trốn, hôm nay cái ta muốn là thua đến nàng, ta liền mời ngươi ăn một tháng ngọc mãn lâu. Diệp Thịnh Dương vừa lòng đùng mở ra trong tay quạt xếp, phiến vài cái. U, kia được không, nghe nói ngọc mãn lâu mới tới cái đầu bếp, nhưng là có mấy cái chuyên môn, ta đang muốn đi nếm thử đâu, vì này một tháng cơm, ta nhưng là ngay cả mặt mũi tử đều không cần. Lý một tâm cách khá xa, cũng không biết kia hai người nói cái gì đó, chỉ là ổn ổn khiêu trải qua mau trái tim, nhỏ giọng phân phó xa phu. Đi thiên môn được rồi. Sa phu không rõ chân tướng, bất quá tiểu thư nói, vẫn là đem xe ngựa vòng vo cái loan, chuẩn bị hướng hầu phủ thiên môn đuổi. Diệp Thịnh Dương thấy, không khỏi tò mò. Di, kỳ quái. Tống Dục tức giận hỏi. Em đẹp, kỳ quái cái gì? Diệp Thịnh Dương. Ta nhớ được kia xe ngựa cơ hồ mỗi lần đều là ba vị tiểu nương tử cùng xuống xe, sao sinh hôm nay chỉ xuống dưới một vị. Tống Dục này có cái gì tò mò có lẽ là bị bệnh theo ta thấy cô gái này học căn bản cũng không cần phải khai khi đồ bỏ nữ đức nữ giới học lại có tác dụng gì nữ tử sẽ không là nhân sao đồng dạng có thủ có chân nữ tử cũng không so nam tử kém cái gì nếu là thực sự ý nguyện quảng hắn triều đình vẫn là kinh thương nên xông ra một phen thiên địa diệp thịnh dương vội hỏi tống huynh nói cẩn thận tống dục lơ đễnh đối đãi kê quan, nhất định phải ra ngoài dạo dạo, kinh thành không khí rất nặng nề. Diệp Thịnh Dương cũng là như vậy ý tưởng. Nam Nhi Chí ở tứ phương, cũng không không thể. Tống Dục thay đổi cái tư thế ngồi, đang muốn lại nói cái gì đó, đột nhiên trong đầu tinh quang chợt lóe, nhất thời hô to một tiếng. Nguy rồi. Diệp Thịnh Dương gặp người bật dậy bỏ chạy, vội vàng đuổi theo. Như thế nào? ba vị tiểu nương tử chỉ xuống dưới một vị, kia như vậy đúng dịp nhất bệnh liền bệnh hai vị, kia tiểu nương tử làm không tốt liền ở trong xe ngựa đầu. Tống dục nhất chân liền truy, nhưng mà như vậy một hồi công phu, xe ngựa liền chỉ còn lại có một cái bóng dáng, rất nhanh đã không thấy tâm hơi. Khí tống dục một cước đá văng trên đất thạch tử, giọng căm hận nói. Lại đặt nương kia tiểu nương tử nói. Diệp Thịnh Dương nhìn tống dục bộ dáng, nhất thời không nhịn xuống, cũng là cười ha ha, kém chút té lăn trên đất, ngón tay nhân cười quá lớn kính thẳng rung, tống dục a à, tống dục, ngươi cũng có hôm nay, tống dục giận, đi đi đi, như lại cười ngọc mãn lâu sẽ không cần đi, ai ai ai, nếu như ngươi là nói chuyện không giữ lời, ta liền nơi nơi tuyên dương, đã nói chúng ta không sợ trời không sợ đất tống thế tử bị đồng nhất vì tiểu nương tử đùa giỡn hai lần, lại ngay cả nhân ảnh cũng chưa vuốt, diệp thịnh dương nói xong nhịn không được lại cười ha hả. Này tống dục nhưng là kinh thành nhất bá, hoàng đế trước mặt đều dám đùa giỡn hỗn tồn tại, hiện thời cũng là như vậy. Không được, làm cho hắn đang cười một hồi. Tống dục lười quan tâm dịp thịnh dương, nhấc chân bước đi, nhưng mà đi đến một nửa lại nhịn không được lộn trở lại đến, người nói đó là nhà ai xe ngựa. Dịp thịnh dương nào biết đâu rằng, hắn chỉ là ngẫu nhiên ra phủ đi ngang qua khi gặp qua vài lần, kia không có việc gì nhàn hỏi thăm đó là nhà ai xe ngựa, như thực hỏi thăm, không chừng cái nào lắm miệng liền đem lời quá đến hắn mẫu thân nơi đó, đến lúc đó lại không biết nên thế nào lại nhảy hắn. Tống Dục cũng nghĩ tới điểm ấy, thở dài. Quên đi, hôm nay cái cứ như vậy đi, Ngọc Mãn Lâu, đi thôi. Diệp Thịnh Dương cười hắc hắc. Cung kính không bằng tuân mệnh. Bên kia, Lý một Tâm vòng đến thiên môn hạ đến, lại chạy đến trong học đường, thời gian đã có chút chậm, mọi người đang ở viết chính tả, tiên sinh cũng không ở trong học đường, trong lòng cuối cùng thoải mái điểm. Nàng nhẹ nhàng thở ra, kiển mũi chân, lặng lẽ hướng chỗ ngồi, mỗi khi lúc này, nàng đều đặc biệt may mắn của nàng chỗ ngồi là đếm ngược hàng thứ hai, vào cửa chính là. Như vậy lén lút, khởi như quan gia nữ tử gây nên, trở về sau chép nữ huấn tam lần, từ nay trở đi giao cho hắn làm ta. Sau lưng đột nhiên vang lên trương tiên sinh thanh âm, sợ tới mức lý một tâm kém chút bật dậy, cả người lạnh cả người, mạnh quay người lại, liền thấy Trương Tiên Sinh chính sau lưng nàng cách đó không xa, hiển nhiên của nàng động tác đã hoàn toàn rơi vào đối phương trong mắt. Tiên Sinh, ta! Dù là lý một tâm lá gan lại đại, trải qua này hầu phủ hai lần kinh hách, hiện thời đã là sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũng ra, ngay cả bình thường nhanh mồm nhanh miệng cũng phát huy không đi ra. Nhưng là bị bệnh trương tiên sinh cho mày lại đánh giá lý một tâm hai mắt lần sau nếu là thân mình không khỏe nhân xin phép là được bất quá thư vẫn là sao là học sinh sai lầm rồi lý một tâm cúi đầu đi theo vị này nữ tiên sinh mặt sau chuyển đến bản thân trên vị trí ngồi xuống tiên sinh này một cửa xem như tạm thời qua khả đợi lát nữa hạ học tống dục còn có phải hay không ở cửa thủ lắm trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu chương năm lại chạy thoát bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nếu là tống dục không nhẫn nại ở cửa thủ thì tốt rồi lý mục tâm không yên lòng cầm bút trên giấy loạn họa cũng là ngay cả lời luyện không nổi nữa không được nàng đi xem tiên sinh học sinh đau bụng nghĩ ra cung lý mục tâm thừa dịp trương tiên sinh đi tới lập tức nhỏ giọng xin phép trương tiên sinh điểm đầu đi thôi Lý Mộc Tâm đứng dậy ra học đường. Cũng là nữ học, tự nhiên thiếp có nhường nữ hài tử nhóm đi ngoài địa phương, ngay tại một gian trong phòng, bên ngoài có thô sử nha hoàng chờ đợi, chuyên môn xử lý này. Lý Mộc Tâm đi vào tha một vòng liền chạy xuất ra, không vội vã hồi học đường, lặng lẽ lưu hướng ngoài cửa chính nhìn vài lần. Lúc này nhưng là không phát hiện tống dục này ôn thần. Lý một tâm nhẹ nhàng thở ra, buộc chặt một buổi sáng tâm tình cuối cùng lỏng xuống dưới, trở lại học đường tiếp theo đến trường. Đại hạ học sau, Lý Mộc Như đột nhiên đi tới, trên mặt mang theo ý mừng. Lý Mộc Tâm hỏi. Tam tỷ tỷ cười như vậy thoải mái, nhưng là gặp được cái gì chuyện tốt. Lý Mộc Như Tâm tình hảo, xem Lý Mộc Tâm cũng không như buổi sáng như vậy không vừa mắt. Phương ngũ tiểu thư ước ta cùng nhau về nhà, ta đi lại nói cho ngươi một tiếng, sẽ không với ngươi cùng đi. Lý Mộc Tâm xem ra phương ngũ tiểu thư vẫn là nhớ tam tỷ tỷ. Vừa nói này, Lý Mộc Như trong lòng càng cao hứng, không nói nhiều, ta đi trước. Lý Mộc Như hùng hùng hổ hổ đến lại hùng hùng hổ hổ tiêu sái. Lý Mộc Tâm yên lặng xem, trong lòng lại đối vị kia phương ngũ tiểu thư cũng không xem trọng. Lý Mộc Như tưởng phàn cành cao, cũng được nhân gia cho nàng phàn mới là, chỉ sợ cuối cùng gà bay trứng vỡ, cái gì đều thừa không dưới. Nàng đi ra học đường, cùng tuyết tình huyết mặt tuyết tình mang theo thư túi. Tiểu thư, hiện tại trở về sao? Lý một Tâm. Đi thôi. Nữ học đều là giờ tị đến trường, giờ mùi mạc hạ học, có khi hơi nhất trì hoãn liền trượt chân đến giờ thân đi. Hôm nay coi như sớm, Lý một Tâm mang theo tuyết tình hướng cửa chính đi, nhưng mà ngay tại trải qua một chỗ hành lang khi, liền gặp được cách đó không xa trong đình ngồi hai người, đúng là Tống Dục cùng Diệp Thịnh Dương này hành lang chính là ra phủ tất kinh đường hiển nhiên này nhị vị là trải qua buổi sáng giáo húng sửa lại địa phương lý một tâm cả kinh chạy nhanh lui về sau đi bước chân nhất đại không khéo đem theo ở phía sau tuyết tình cấp đụng phải cái té ngã a à, tuyết tình theo bản năng thét chói tai lý một tâm chạy nhanh che miệng nàng lại ba đem hạ bán đoạn thanh âm cấp che trở về tống dục quay đầu bốn phía nhìn quanh thịnh dương ngươi có từng nghe được cái gì thanh âm Diệp thịnh dương đi theo chung quanh nhìn xem không có a à. có thể là ta nghe lầm thôi tống dục tiếp tục thưởng thức trong tay quạt xếp này cơm cũng ăn qua ngươi thật không biết đó là nhà ai tiểu nương tử ta thế nào khả năng biết kia dù sao cũng là đi lại thượng nữ học cô nương gia ta là nam tử há có thể tùy ý tìm hiểu dịp thịnh dương không nói gì hắn đều giải thích rất nhiều lần thế nào tống dục liền cùng đầu thắt dường như nghe không hiểu đâu Tống dục biểu môi, đạo lý hắn tự nhiên là biết, khả thật vất vả bắt đến điểm mặt mày, kia dễ dàng như vậy buông tha cho, tưởng hắn dài lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên như vậy chịu thiệt. Diệp Thịnh Dương, nếu như ngươi là thật muốn tìm, mới vừa đi kia trong học đường chuyển thượng một vòng, trực tiếp đem nhân kéo ra đến là được, làm gì như vậy tự tìm phiền não. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, ta nếu là thật như vậy làm khi tiểu nương tử về sau còn như thế nào gặp người. Tống dục là muốn báo thù, khả không có nghĩa là muốn hủy nhân gia tiểu nương tử danh tiết. Liền ngươi, còn quân tử. Diệp Thịnh Dương vừa uống ngụm trà, toàn văn lên, ho khang một lúc sau bắt đầu bài khởi ngón tay. Ba năm trước thừa tướng gia đích trưởng Tôn Chân là ngươi giảm giá đi. Tống dục động tác một chút. Đó là ngoài ý muốn, ai bảo thừa tướng nhà hắn kia tiểu Tôn tử không thành thật thế nào cũng phải theo ta so uống rượu, uống say không thừa nhận còn đùa giỡn tiểu nha hoàng, ta liền là nhất thời tịch thu dừng tay. Diệp Thịnh Dương Hai năm trước trường nhạc sòng bạc là ngươi thiêu đi. Tống Dục Nghĩa chính lời nói. Khi sòng bạc xuất thiên, ta khi đó vì dân trừ hại. Diệp Thịnh Dương tự tiếu phi tiếu. Không phải là thua đến thẹn quá thành giận. Tống Dục thẹn quá thành giận có thể hay không không cần nói này đó trần mè vừng lạng kê chuyện. Diệp Thịnh Dương Hảo hảo hảo, kia ba ngày trước, là ai làm hoàng đế mặt đem bác hoàng tử cấp tấu? Ở hoàng đế dưới mí mắt đem hoàng tử cấp tấu, còn có thể toàn tu toàn vĩ rời đi, đánh giá trên đời này cũng liền tống dục một người. Tống dục kém chút lật bàn, ngươi còn có hoàng không để yên. Diệp Thịnh Dương tuyệt không sợ. Không để yên, dù sao ngươi tống dục làm ác sự quả thực tội lỗi chồng chất toàn bộ kinh thành ai không biết nói ngươi là quân tử chỉ sợ này chân quân tử muốn học máu đến ôm nổi hận mà chết đừng lấy ta cùng này ngụy quân tử so tống dục quay đầu xem một đám phê đi qua nữ hài thế nào còn không ra diệp thịnh dương mỉm cười có thể là thấy ngươi liền né lý một tâm quả thật là né túng tuyết tình lại lưu hồi học đường Nàng vốn tưởng rằng nhân đã đi, nào biết ngay tại tất kinh đường đổ nàng đâu. Làm sao bây giờ? Lý một tâm cấp xoay quanh. Khi nhưng là nam chính A, à, nàng kết quả làm như thế nào tài năng cách nhân ra xa một chút, thường tiền đi sao? Nàng lắc đầu, đêm này không đáng tin chủ ý vứt ra não ngoại, tống dục là cao quý thế tử, sao có thể kém tiền A? À? Tuyết tình không rõ chân tướng. Tiểu thư, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? gặp phải một pho tượng ôn thần Lý Mục Tâm trong lúc vô ý phiêu tuyết tình quần áo liếc mắt một cái nhãn tình sáng lên hảo tuyết tình đem sim y thoát tuyết tình một cái run run tiểu tiểu thư mau thoát người mặt của ta Lý Mục Tâm cởi xuống bản thân quần áo cùng tuyết tình thay đổi trên đầu trang sức cũng hái xuống nhét vào tuyết tình trong tay nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy khó giữ được hiểm nàng cầm lấy bút lông thấm đẫm thượng mực nước ở trên khuôn mặt đồ đen một tảng lớn tuyết tình nhìn xem trận mắt há hốc mồm lý một tâm phân phó nói ngươi trước lên xe ở trên xe ngựa chờ ta tuyết tình đi rồi lý một tâm lặng lẽ lại lần nữa hướng kia hành lang đi đến lặng lẽ lường tống dục liếc mắt một cái xuất ra khăn tay ngăn trở mặt bước nhanh hướng cửa chính đi diệp thịnh dương đang ở ngâm thi tống dục nghe được không thú vị nhàm chán vô nghĩa nâng chung trà lên, này nhất sờ phương mới phát hiện nước trà sớm mát. Hắn uống éo đầu, vừa vặn nhìn thấy nhất nha hoàng giả dạng nhân đi qua, liền vẫy tay. Bên kia cái kia tiểu nha hoàng, đứng lại, đi cấp gia đổ thượng hai chén trà nóng. Lý một tâm trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng bản thân bị phát hiện, kém chút không khống chế bản thân bật dậy, trong lòng đem tống dục mắng cái trăm tám mươi lần, trên mặt lại làm bộ như nha hoàng hành một cái lễ, tiếp tục đi về phía trước. Tống dục vừa mới bắt đầu cũng không để ý, chỉ là lúc lơ đẳng liếc đến kia tiểu nha hoàng bối cảnh, thậm tuyệt nhìn quen mắt, tự hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn đứng dậy đánh giá Lý Một Tâm bóng lưng. Đứng lại. Lý Một Tâm cắn răng, chỉ phải dừng bước lại, huy cũ đứng ở nơi đó. Tống dục đi tới, muốn nhìn xem này nha hoàng tướng mạo, lại bị đối phương hơi hơi quay người lại, lại cấp cản, không chỉ có hồ nghi nói ngươi tổng che nghiêm mặt làm chi? Lý một tâm cả trái tim đều nhanh muốn khiêu cổ họng, nắm bắt cổ họng nói. Nô tỳ trời sinh tướng mạo xấu xí, sợ dọa đến quý nhân. Tống dục cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy này tiểu nha hoàng sợ là làm nhìn không được quan sự tình, nhân tiện nói. Lại xấu nhân gia cũng gặp qua, gia nhưng là muốn gặp gặp, ngươi có thể xấu thành loại nào bộ dáng, đem khăn buông. Này! Lý một tâm khó xử. Tống Dục không tính toán buông tha nàng. Là chính ngươi buông, vẫn là gia giúp ngươi buông. Đã thế tử gia muốn nhìn, nô tỳ tự nhiên tòng mệnh. Lý một tâm ủy khuất nói xong, đem khăn chậm rãi rơi xuống, lộ ra sườn mặt, kia một cái đại mặt nắm trải ra ở trên mặt nàng, phản phất một khối vĩ đại hát bang. Xấu xí kỳ dị. Tống Dục quả thật bị liền phát hoảng, lập tức minh bạch này nha hoàng là thật ở che đậy, nhưng mà nghĩ đến hắn mới vừa rồi lời nói, trong lòng lập tức dâng lên một dòng ấy nấy, ngươi. Không xấu, ân. Rất đẹp mắt, bớt thật rất khác biệt. Lý một tâm kém chút bị bản thân nước miếng sạch đến, may mắn bốn phía không người, bằng không không biết nhân còn tưởng rằng vị này thế tử gia ở đùa giỡn nàng này xấu nha hoàng đâu, nói đến đây ngữ tuyệt đối có thể xưng được với là đùa giỡn. Chỉ là nàng cũng rõ ràng, tống dục chỉ là ở đổi loại phương pháp cho nàng xin lỗi mà thôi. Người này mặc dù hổn, tâm vẫn là tốt. Vì phòng ngừa bị nhìn thấu, Lý một Tâm nhanh chóng dơ lên khăn tiếp tục che sườn mặt, thoáng gật gật đầu, lại không nói chuyện. Ngươi là kia chỗ nha hoàng. Tống Dục cân nhắc hắn có lẽ có thể cùng Diệp Thịnh Dương đề đề, cấp này nha hoàng một cái hảo nơi đi. Lý một Tâm thuận miệng loạn biên. Nô tỳ như vậy tướng mạo, chỉ có thể ở phòng bếp giúp việc. Tống Dục chỉ cảm thấy một trận kỳ quái, lại nhớ không nổi bởi vì sao, liền phất phất tay. Được rồi, gia biết được, đi thôi. Lý Mục Tâm lại hành lễ, bước nhanh rời khỏi. Tống Dục đi trở về đình hóng mát, Diệp Thịnh Dương thấy thế, hỏi. Khi tiểu nha hoàng là ai quý phủ, nhưng lại trưởng thành kia phó tướng mạo. Tống Dục nghe vậy ngẩn ra. Không phải là ngươi quý phủ. Diệp Thịnh Dương hết lên mày mau. Ta quý phủ nha hoàng loại nào giả dạng ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta chú ý cái kia làm chi? Tống dục đương trường liền muốn tạc. Diệp Thịnh Dương. Có lẽ là này tiểu nương tử mang đến nha hoàng đi. Tống dục chỉ cảm thấy một trận không tốt. Khả nàng nói với ta là ngươi quý phủ trong phòng bếp thô sử nha hoàng. Hai người một trận trầm mặt. Hồi lâu, Diệp Thịnh Dương chịu đựng cười, thanh âm có chút run run. Ngươi có phải là lại nhường kia tiểu nương tử chạy? Tống dục nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên, hắn sao sinh nghĩ đến kia tiểu nương tử như vậy kinh thế hải tục, chẳng những phẫn nha hoàng, còn cố ý phẫn xấu. Này cũng không khiến cho nhân lưu thôi. Vẫn là được mệnh lệnh của hắn, theo hắn dưới mí mắt quan minh chính đại lưu. Lý một tâm lại bất chấp tống dục có phải hay không khí đến học máu, một đường bước chân bay nhanh, tuyết tình sớm ở bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy tiểu thư đi lại, chạy nhanh đón nhận. Về trước phủ. Lý Mục Tâm lên xe ngựa, phân phó nói. Sa phu nhất roi đi xuống, xe ngựa chạy ở trên đường, dần dần rời xa An Dương Hầu Phủ. Đến tận đây, Lý Mục Tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa vào xe ghế. Tuyết tình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có hỏi xuất ra, chỉ yên lặng đem hai người sim y thay đổi trở về. Đợi cho địa phương, Lý Mục Tâm tiếp tục dùng khăn ngăn trở trên mặt mặt đoàn, xuống xe vào cửa, nhưng mà mới vừa vào cửa, liền truyền tới một cái làm cho nàng lượt cảm đau đầu thanh âm. Ta tưởng là ai như vậy gặp không được người đâu, nguyên lai là tứ tiểu thư A. Này thanh âm mang theo nữ tính độc hữu bén nhọn chói tai, cố tình cầm cái giá tha dài quá âm, toàn bộ lý phủ trừ bỏ vị kia dung di nương, lại vô những người khác có thể như vậy nói chuyện. Vừa vặn là, lý một tuyết đúng là vị này dễ dàng nương sở sinh. Chương 6 Dung Hạnh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com dung di nương tên thật dung hạnh vốn là lâm thu linh của hồi môn nha hoàng sau này bị trích phần trăm thiếp thị vừa mới bắt đầu thái độ coi như hảo từ sinh lý một tuyết tự nhận là coi như là vì lão gia sinh nhi dục nữ liền dần dần bắt đầu khắc nghiệp đứng lên dung hạnh đi lại chính là đến tìm phiền toái dựa vào cái gì của nàng nữ nhi ở phật đường lý bị tội này tiện nữ nhân đứa nhỏ lại hết thảy như cũ theo ta thấy tứ tiểu thư là làm cái gì gặp không được người chuyện thôi, thế nào, là cùng nam tử tư hội, vẫn là lại coi trọng cái gì vật lại làm kia gà gáy cẩu đạo việc đi. Lý một tâm giận tái mặt. Tượng đất còn có ba phần tâm huyết đâu, huống chi này phiên ngôn ngữ đủ để hủy diệt của nàng danh tiết, làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng sao lại nhìn không ra này dung hạnh chính là không dám đi tìm lâm thu linh cùng Lý một như phiền toái. Mới vừa rồi tại đây đổ nàng tìm nàng suối quẩy đâu. Dung Di nương lời này sai rồi, ta thượng nhưng là quy của nữ học, ở hoàng hậu trước mặt quải quá hào, Dung Di nương như vậy nói chuyện, là cảm thấy hoàng hậu nương nương đồng ý khai cô gái này học đó là làm chúng ta này đó nữ tử hơn cái địa phương cùng nam tử tư hội sao. Dung hạnh trước kia cũng chẳng qua chính là cái nha hoàng, kia hiểu được nhiều như vậy, đỉnh đầu hoàng gia chụp mũ chụp xuống dưới, nguyên bản kiêu ngạo khí diễm lập tức diệt hơn phân nữa, hai mắt lóe ra. Ngươi chớ có nói bậy lý một tâm nghĩa chính lời nói ta có không có nói quàng dung di nương trong lòng tự nhiên rõ ràng ta dùng này khăn che mặt toàn bởi vì hôm nay luyện tự khi không cẩn thận đem mực nước làm tới trên mặt thế này mới dùng khăn che dung di nương ngài không hỏi xanh đỏ đen trắng liền như vậy nói xấu cùng ta ta cũng là không thuận theo phụ thân thường dạy chúng ta làm người liền muốn ngay ngắn thỏa đáng chớ đi kia âm tà việt bằng không chung đem hại nhân hại mình Ta lý một tâm tuy là nữ tử, cũng là luôn luôn đem phụ thân dạy ghi nhớ cho tâm, lúc nào cũng tỉnh ngủ, sao lại làm kia gà gáy cẩu đạo Việt. Dung hạnh vốn là tìm đến tra, hiện tại lại bị gặp hạn nhất cái mũi hành, thành kia chuyên hành âm tà Việt tiểu nhân, nhất thời khí cái ngã ngửa. Hảo ngươi cái lý một tâm, ngươi không phải loại người như vậy, chẳng lẽ của ta tuyết nghi chính là cái loại này người sao, ai cấp lá gan của ngươi, dám khi phụ ta như vậy nhóm mẹ con. Dung Di Nương nói cẩn thận. Lý một tâm thần sắc bình thản, mặc dù nàng là thứ nữ, trong cơ thể lưu cũng là lý gia cốt nhục, Dung Hạnh một cái thiếp thất, khi có quyền lợi xung quân nàng, cũng liền Dung Hạnh bản thân thấy không rõ lắm thân phận thôi. Dung Hạnh biết bản thân ngoài miệng chiếm không được tiện nghi, hừ lạnh một tiếng. Người đâu, tứ tiểu thư hành vi không hợp, cho ta buộc lại ném vào xài phòng, đối đãi báo cáo phu nhân, lại làm định đoạt. Lý một tâm âm thầm đề phòng, chuẩn bị vừa động thủ liền hướng Lâm Thu Linh kia chạy. Ai dám buộc nữ nhi của ta? Mặt sau truyền ra một tiếng quát lớn. Mọi người về phía sau nhìn lại, này mới phát hiện ngoài cửa lớn không biết khi nào đứng một người, chính là vừa vặn hồi phủ Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân năm đã bất hoạt, tục đoạn tu, thân mang màu xanh công phục, đầu đội góc vuông thăng vấn đầu, đi khởi lộ đến tứ bình bát ổn, không nhanh không chậm, đem lý một tâm trắng ở sau người, chỉ vào dung hạnh cái mũi mắng. Hảo ngươi cái tiện phụ, bất quá một cái thiếp thị, chỉ có tứ tiểu thư buộc phần của ngươi, ai cấp lá gan của ngươi dám buộc nàng, ta lý gia cốt nhục khởi là cho ngươi này nô tài tùy ý hèn hạ. Một câu nói cũng là nhường dung hạnh nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn Lý Thanh Vân, nàng rõ ràng đã nâng làm thiếp thị, thế nào lại thành? Nô tài. Phụ thân. Lý Mộc Tâm như cũ dùng khăn che mặt, đối Lý Thanh Vân đi lễ nạp thái, đứng ở một bên. Dung Hạnh gặp sự không tốt, vội giải thích nói. Lão gia, là tứ tiểu thư nàng. Không cần ngươi nói, các ngươi nói ta đều nghe thấy được. Lý Thanh Vân vung ống tay áo, nói tiếp. Trái tim lời nói cũng là nhường vi phụ cảm giác sâu sắc vui mừng, xem ra tuyết nhi biến thành như vậy cùng nàng di nương thoát không ra quan hệ. Ngủ muội muội tâm tư thuần lương, chỉ là nhất thời đi lối rẻ thôi. Lý một Tâm buông xuống con ngươi, có vẻ cực kỳ thuận theo, nàng biết Lý Thanh Vân tưởng nghe cái gì nói. Quả nhiên, Lý Thanh Vân cảm giác sâu sắc vui mừng, vỗ vỗ nàng bờ vai, nói. Hảo nữ nhi, ngươi chịu ủy khuất. Lập tức lại trừng hướng dung hạnh. Ngươi đã giáo không tốt nữ nhi, về sau liền chớ để xuất hiện tại tuyết nhi trước mặt, bắt viên bên kia thanh tịnh, ngươi liền chuyển kia đi thôi, trong ngày thường không có phu nhân cho phép, không được rời đi. Bắc viên hẻo lánh, ngay tại Lý Phủ Phương bắt một cái tiểu góc, kề sát tường ngoài, này xem như đem dung hạnh triệt để cùng Lý Phủ mọi người cách ly, nếu không phải xem ở Lý Mộc Tuyết trên mặt mũi, sợ là sẽ trực tiếp bị Lý Thanh Vân phát mại. Dung hạnh vô lực ngã ngồi dưới đất, trong lòng sợ hãi tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệt, thực tại không thể tưởng được sự tình sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này vì sao của nàng Lan quân hội đối nàng như vậy vô tình. Lý Thanh Vân mắt lạnh xem dung hạnh bị hạ nhân tha đi, lại nhìn Lý Một Tâm khi vẻ mặt nhất thời mềm mại xuống dưới, lại trấn an Lý Một Tâm hai câu mới đi. Nơi đây sự, Lý Một Tâm trở lại tiểu viện, lập tức tẩy sạch sẽ trên mặt mặt nắm, lại thay đổi thân sim y, vừa ngồi xuống không bao lâu, Kiều Viễn Nhi liền đến đây, còn mang theo một cái trương gỗ lớn tử, từ hạ nhân nâng đến Lý Một Tâm trong phòng đây là cái gì? Lý Mục Tâm có chút nghi hoặc, mở ra trương cái, liền phát hiện bên trong là điệp chỉnh tề sim y, chừng 6-7 kiện nhiều. Lúc này xuất nhiệm vụ khả cùng trước kia không giống với, này đó sim y đều là đặc chế, đều có dấu ám túi. Kiều Uyển Nhi tùy tay xuất ra nhất kiện nhất nhất triển lãm, tiếp theo đem làn da búng, phía dưới còn có hai cái cái hộp nhỏ, nàng đem nắp vung mở ra, trong một cái hộp trang đầy chai chai lọ lọ, một cái khác còn lại là một phen dị thường sắc bén chủy thủ. Lý một tâm xuất ra trong đó một cái nhìn xem, mặt trên dán tờ giấy, đơn giản thô bạo viết hai chữ. Nàng lại cầm lấy một cái khác bình sứ, lúc này hơn vài, độc dược, dính máu tức vong. Lý một tâm bị dọa đến nhất run run, kém chút đem lọ thuốc cấp quan ngã, lại nghĩ đến kia dính máu tức vong điều tử, sợ nát lại bị nàng dính lên, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Đây chính là độc dược, sống sờ sờ độc dược a à. kiều uyển nhi nói này đó trong chai đều là đại quản gia tự tay cho ngươi chuẩn bị đều là có thể sử dụng được với ngươi nhu phải cẩn thận tàn hảo nhớ lấy không muốn cho nhân phát hiện lý một tâm sắc mặt tái nhợt ta đã biết còn có này kiều uyển nhi xuất ra một cái tiểu bạch phao giống như gì đó đây là độc túi bình thường liền giấu ở nha mặt sau đều là cho chúng ta bản thân dự bị một khi bị phát hiện liền cắn độc túi tự sát, để tránh rơi vào địch nhân tay nhận hết tra tấn. Ta đã biết. Lý một tâm nuốt nước miếng, nếu là này ngoạn ý giấu ở miệng không nghĩ qua là cắn nát có thể làm sao bây giờ. Nàng chỉ cảm thấy ngón này phản phất có ngàn cân trọng, nâng dị thường khó khăn, nhưng mà làm nàng sắp muốn tiếp xúc kia độc túi khi lại bị Kiều Uyển Nhi một phen cấp ném tới ngoài cửa sổ, nàng nghi hoặc nhìn về phía Kiều Uyển Nhi. Kiều Uyển Nhi trầm mặt một lát, viết quá mặt đại quản gia truyền lời đi lại tấn văn bá gia tam tiểu thư đã có hai tháng mang thai cái kia giả nam nhân là ký túc ở tấn văn bá gia cháu họ tên là nghe thuyền chưa hôn trước dựng đây chính là lý một tâm từ lúc xuyên việt tới nghe quá hạn nhất càng là vị này tấn văn bá tam tiểu thư vừa mới cử hành cập kê lễ đến bây giờ cũng bất quá bán nguyệt cũng đã có hai tháng mang thai hai tháng phía trước vị này tam tiểu thư còn không đầy 15 a này thật đúng là thiên đại tin tức, Lý Mộc Tâm chỉ cảm thấy một trận thiên lôi đánh xuống, cả người đều vựng hồ hồ, đến mức đã quên hỏi độc túi chuyện, gật gật đầu. Ta biết như thế nào làm. Lại mấy ngày nữa, liền đến tấn văn bá phu nhân sinh nhật ngày ấy. Lâm Thu Linh mang theo Lý Mộc Như cùng Lý Mộc Tâm cùng ngồi trên đi trước tấn văn bá quý phủ xe ngựa. Lâm Thu Linh cùng Lý Mộc Như ngồi ở Lý Sườn, Lý Mộc Tâm tắt ngồi ở ngoại Sườn. Hôm nay Lâm Thu Linh cùng Lý Một Như đều là trang phục trang điểm, quần áo chất liệu đều là trong phủ có thể xuất ra đỉnh đỉnh tốt. Nhưng mà Lý Thanh Vân bất quá một cái bát phẩm biên tu, bổng lộc thực tại không có bao nhiêu, cũng là Lâm Thu Linh theo nhà mẹ để lấy đến tiền bạc trợ cấp, thế này mới làm thân giống dạng quần áo. Lại xem Lý Một Tâm, tắt chỉ mặc một thân tố sắc la quần, bộ hoa mai theo văn vải bồi đế dày, trên đầu cũng chỉ dẫn theo hai cái bương bướm tạo hình ngân chất bộ diêu làm đẹp hai bên. Lâm Thu Linh chỉ bình tĩnh quét Lý Một Tâm liếc mắt một cái, liền không lại chú ý, nhưng là Lý Một Như cao thấp đánh giá Lý Một Tâm một phen, khinh thường quay đầu, vẻ mặt rất nhiều hèn mọn. Lý Một Tâm cùng thường ngày thông thường sụp mi thuận mắt, phản phất không phát hiện kia mẹ con hai người ánh mắt thông thường. Này thân quần áo là Kiều Uyển Nhi vì nàng đặc chế này quần áo bên trong nhất kiện, trong quần áo ám túi phân biệt phóng có mê dược, cùng độc dược, cùng với một phen chuyển thủ cùng khác một ít lao động phổ thông cụ nghĩ tới những thứ này dược lý một tâm suy nghĩ nhịn không được bay tới đại quản gia trên người nói thật nàng chỉ thấy quá một lần đại quản gia khi đó hắn ngũ quan tuấn lãng dáng người cao ngất luôn là mang theo một trương ngân hồ mặt nạ chỉ có nhìn thấy kiều uyển nhi khi mới vừa rồi đem mặt nạ tháo xuống nàng vẫn là cảm thấy nàng mẫu thân cùng đại quản gia quan hệ không phải bình thường nàng mẫu thân tướng mạo tâm cơ đều là không kém, đặt ở trong hoàng cung làm phi tử cũng tuyệt đối không thành vấn đề, trên thực tế lại ủy thân ở một cái bác phẩm biên tu quý phủ làm thiếp, chẳng sợ này biên tu lệ thuộc cho su mật viện, có thể cùng này nắm giữ quân đội quyền to quan viên nói lên nói, nhưng cũng là không đáng giá. Khác mật thám nhìn thấy đại quản gia đều là khúng núng nơm nớp lo sợ, chỉ có nàng mẫu thân đứng ở đại quản gia trước mặt nên thế nào còn thế nào, vui cười tức giận mắng, lại cứ đại quản gia chính là túng chỉ là hai người đối này kiên kỵ thâm hậu mặc dù là nàng cũng hỏi không ra đến nửa câu lý một tâm thu hồi suy nghĩ nhìn không được thở dài nàng vẫn là rất tuổi trẻ chứa nhiều sự tình như trước nhìn không thấu triệt xe ngựa lung lay thoáng động đến tấn văn bá phủ lúc này bất quá giờ tị tả hữu nhưng mà tấn văn bá phủ trước cửa xe ngựa cũng đã là không ít lý phủ xe ngựa trà trộn trong đó một hồi lâu mới đến tấn văn bá cửa phủ. Lâm Thu Linh mang theo các nàng xuống xe ngựa, bên kia lập tức có gia đình chào đón, đã xem qua bái thiếp sau, liền đem các nàng tiến cử bên trong phủ. Khai yến phía trước, đều có mấy chỗ chiêu đãi tân khách địa phương. Gia đình lao thẳng đến các nàng dẫn tới bên hồ, loan thắt lưng, trên mặt lộ vẻ cười, nói. Lục phẩm lấy hạ phu nhân tiểu thư đều ở bên kia đình giữa hồ Lý nghỉ ngơi, kính xin vài vị phu nhân tiểu thư chờ thuyền lập tức liền đi lại. Lâm Thu Linh bưng lên cái giá, khẽ gật đầu, có tâm. Hiện thời ba tháng đã qua hơn phân nửa, trong hồ bích dập dần bồng bền dạng, bên bờ loại một loạt liễu rủ, hiện thời đã dài ra một điểm nộn dịp, mang theo một điểm lục ý. Lý Mộc Tâm đứng sau lưng Lâm Thu Linh, chỉ chốc lát công phu liền lại có vài vị phụ nhân đi lại, một vị vàng nhạc sắc la quần thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại trong đám người, đưa tới của nàng một điểm chú ý thiếu nữ tới gần bên hồ, hai hàng lông mày nhanh túc, thanh tú trên mặt tựa hồ có chút không khỏe, đột nhiên ánh mắt nhất bế liền một đầu hướng trong hồ tài đi. Chương 7 Lâm Tử Linh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý Mộc Tâm trước tiên liền phát hiện thiếu nữ không ổn, hơn nữa hai người khoảng cách cũng không xa, lập tức về phía trước đưa tay một phát bắt được thiếu nữ cánh tay sau này nhất túng, đổ tiếng trong lòng mình. Thiếu nữ hoảng hốt một chút, lập tức hoàng hồn, mờ mịt đứng thẳng thân mình, tự hồ căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Lý Mộc Tâm cũng không chuẩn bị gây chuyện, yên lặng lui về phía sau hai bước, rời xa thiếu nữ. Phụ nhân nhóm nên làm chi làm chi, tự hồ căn bản không chú ý tới chuyện này, chỉ có xa xa đuổi theo tiểu nha hoàng sốt ruột lo lắng nhìn về phía thiếu nữ, tiểu thư, ngài còn hảo, thân mình liệu có cái gì không khỏe? Thiếu nữ nhíu mày, không kiên nhẫn trả lời bổn tiểu thư êm đẹp có thể có chuyện gì, nhưng là ngươi, ma ma thẳng thẳng, nếu là bổn tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi tha thứ khởi thôi. Tiểu nha hoàng nọa nọa cúi đầu không dám nói lời nào. Được rồi, xem ngươi bộ dạng này khiến cho lòng ta phiền, thuyền tới. Thiếu nữ nói xong liền dẫn đầu thượng cập bờ thuyền, rồi sau đó trực tiếp ngăn lại mặt sau phụ nhân, bổn tiểu thư không thói quen cùng người ngồi chung, các ngươi để sau tranh đi dứt lời trực tiếp phân phó thuyền phu khai thuyền. Trên bờ mọi người đều là sắc mặt đều là không rất dễ nhìn. Một vị hơi mập phụ nhân xuất khẩu hỏi. Vị này là nhà ai tiểu thư, cái giá nhưng lại lớn như vậy, sợ là so với công chúa cũng không xính nhiều nhường thôi. Có vị diện mạo lược hiển khắc nghiệt trẻ tuổi phụ nhân hồi nàng. Còn có thể là ai, không phải là này tấn văn bá phủ tam tiểu thư, danh gọi tử linh. Tử linh, lý một tâm cả người chấn động nàng nhớ được tấn văn bá họ lâm như vậy vừa cô gái kia đó là nguyên lý đại danh đỉnh đỉnh lâm tử linh thổ phỉ thiên kim lý đã có xuất sắc như vậy nữ chính tự nhiên cũng có như vậy vài cái ác độc nữ phụ này lâm tử linh đó là một trong số đó chẳng qua lâm tử linh ở chính văn trung xuất hiện khi tấn văn bá phủ đã đổi chủ nàng chỉ là làm ở nhờ ở yến vương trong phủ một nữ tử hơn nữa ở yến vương phủ sinh hạ một gã nam anh về lâm tử linh xuất xứ, chỉ có ở phiên ngoại nam chính giữa hồi ức xuất hiện quá. Tấn văn bá con trai trưởng lâm khải tiêu chính là trung tâm tùy tùng tống dục mấy người bên trong một cái, cho đến khi tấn văn bá bị giết, lâm khải tiêu bị vu oan vì hung thủ. Tống dục còn tại truy tra hung thủ thời điểm, này lâm khải tiêu bị người độc chết ở trong lao, từ đây trở thành nhất kiện án chưa giải quyết. Tấn văn bá phu nhân không chịu nổi đồng thời mất đi phu quân ái tử đã kích, từ đây nhất bệnh không dậy nổi, không bao lâu cũng qua đời, lúc này vì bảo trụ tước vị, trong tộc đem thứ trưởng tử đưa làm con thừa tự vì con trai trưởng, thành tân tấn văn bá. Lúc này đã qua đi mấy tháng, lâm tử linh bụng đã tàn không được, mà vị kia giang phu nghe thuyền dĩ nhiên mất tích. Mắt xem xét lâm tử linh bị trong tộc bức bách liền muốn không sống nổi, tống dục bởi vì đối lâm khải tiêu ấy nấy, vì bảo trụ lâm gia đích mạch điểm này cốt nhục, đem lâm tử linh tiếp hồi yến vương phủ dưỡng thai. Này nhất tiếp, chẳng khác nào gánh vác giang phu ô danh, khả tống dục nghĩa vô phản cố, bình thường đối lâm tử linh cũng nhiều có dung túng, chỉ cho rằng đợi điều tra minh chân tướng, liền đem nhân xa xa tiễn bước, tìm một chỗ an ổn qua ngày. Cho đến khi lâm tử linh sinh hạ một gã nam anh, tất cả mọi người cho rằng đây là tống dục đứa nhỏ. Ba người thành hổ, có lẽ là nói nhiều người, tống dục lại không phủ nhận, ngay cả lâm tử linh bản thân cũng là như vậy cho rằng một lòng tưởng nhường con trai của tự mình nhận tống dục làm cha hơn nữa yến vương phủ vinh hoa phú quý triệt để mê của nàng mắt liền bắt đầu mơ ước thế tử phi vị trùng hợp lúc này lâm tử linh biết nữ chính tồn tại cũng là bởi vậy làm hạ không ít người thần cộng vẫn ác sự càng là hại vô số người tánh mạng lý một tâm nhịn không được thở dài một tiếng nàng xuyên việt ba năm rất nhiều kịch tình đã mơ hồ cũng lạ nàng không nhớ ra tấn văn bá gia kịch tình. Nàng nỗ lực an ủi bản thân, đãi thuyền tới, liền cùng những người khác cùng lên thuyền. Thuyền phu chậm rì rì hoa thủy, thuyền nhỏ chậm rãi đi trước, nhường mọi người đem chung quanh cảnh sắc thu hết trong mắt, vòng quá nhất tòa núi sơn, liền nhìn thấy giữa hồ có nhất tiểu đảo, trên đảo thiết có hòn non bộ quái thạch, vườn hoa liễu rũ, còn có một tòa hình thức phong cách cổ xưa đình hóng mát. Lúc này, trên đảo đã có không ít phụ nhân tiểu thư, có ngâm thi vẽ tranh, cũng có phẩm trà nói chuyện phiếm, không phải trường hợp cá biệt. Trước một bước đi lên Lâm Tử Linh liền bị một đôi đồng dạng tuổi tác thiếu nữ vây quanh, chính vi dương cầm, cao ngạo nghe mọi người nịnh hót. Lý Mục Tâm tìm một không dễ thấy địa phương ngồi xuống, lặng lặng quan sát Lâm Tử Linh. Hiện thời Lâm Tử Linh đã có hai tháng mang thai, có phải là đại biểu Tấn Văn Bá bị giết cũng chính là này hai ngày sự tình nàng đột nhiên cảm thấy nàng căn bản không cần làm cái gì bởi vì lâm tử linh nhất định sẽ không gả đến thừa tướng phủ đi đến mức về sau lâm tử linh cấp nam nữ chính một ngạc sự tình kia cũng không phải nàng một cái tự thân khó bảo toàn mật thám cai sự tình lâm tử linh ngưỡng cầm nói các ngươi này đó kẻ quê mùa khả tuyệt sẽ không biết nhà của ta hồ này tâm đảo kỳ thực chia làm âm dương nhị đảo chúng ta chỗ địa phương tên là dương đảo còn có một chỗ tên là âm đảo chút nữa liền cho các ngươi mở mang kiến thức. Lâm Tử Linh lời này nhường mọi người sắc mặt thay đổi lại biến, toàn bộ đều rất không tốt xem, nhưng mà tấn văn bá dù sao quan đại, mà các nàng phu quân đều là chút phẩm giai không cao tiểu quan, cứ việc mất hứng cũng không dám nói cái gì. Tấn văn bá phu nhân cũng là minh bạch nhà mình nữ nhi tính tình, thế này mới đem nữ khách chia làm hai nhóm, này quan to hiển quý gia nữ tử an bày ở hắn chỗ, nơi này chỉ là chút nhậm các nàng nhu viên niết biển, Mệt các nàng còn tưởng rằng được thưởng thức, tha thiết mong ngóng trong đi lại Lâm Thu Linh cùng Lý Một như sắc mặt giống nhau hắt như đáy nồi Lâm Tử Linh ấn động đình nội bàn đá tiếp theo chỗ cơ quan Chỉ thấy hồ này thủy mặt nước nhưng lại chậm rãi biến thấp Hiển nhiên bị dẫn lưu đến nơi khác Ngay sau đó, một tòa tiểu đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người Tiểu đảo dài rộng tiếp bất quá trượng cho Nói là đảo, trên thực tế cũng là một tòa cự thạch Cự thạch thượng phỏng dương đảo cảnh trí toàn bộ dùng lập thể điêu khắc tình thế đứng hàng này thường nghiễm nhiên lại một tòa thu nhỏ lại giữa hồ đảo như vậy cảnh trí cũng là nhường mọi người thấy thẳng ánh mắt lâm tử linh cao ngạo ngẩng đầu lên trên mặt quải khởi cười nhạo xem đi chính như nàng theo như lời một đám không kiến thức kẻ quê mùa lý một như phiêu mắt một bên ngồi lý một tâm chớp mắt nhất thời sinh ra nhất kế lặng lẽ đi đến lý một tâm bên cạnh lớn tiếng nói Nhà của ta tứ muội muội nói, này cái gì âm dương đảo, chẳng qua là múa búa trước cửa lỗ ban, chút tài mọn thôi, nàng cũng là hội. Lý Một Tâm đang ở hồi tưởng kịch tình, quả thật không rất để ý, điểm ấy thao tác phóng tới thời đại này là kỳ tích, đặt ở hiện đại cũng không coi là cái gì, nhưng mà này cũng không có nghĩa là nàng cấp cho Lý Một như lưng nồi a. À. Cũng không chờ nàng mở miệng, Lâm Tử Linh ánh mắt đã tập trung ở trên người nàng, khinh miệt đem Lý Một Tâm đánh giá cái lần như vậy bừa bãi, ngươi nhưng là nói một chút, nhà của ta này âm dương đảo là như thế nào kiến thành, nếu là nói đúng, việc này từ bỏ, nếu là nói không đúng, hôm nay cái thái dương đại thật sự quá nóng, bổn tiểu thư liền cho ngươi liền nhảy đến trong hồ tắm rửa một cái tốt lắm. Lý một tâm hận không thể bật dậy cắn lý một như một mụn, nàng nói như thế nào, nếu là không đáp, nhất định cũng bị Lâm Tử Linh ném vào trong hồ, hiện thời còn chưa tới tháng tư, hồ nước rét lạnh thấu xương nàng lại thân mình mảnh mai không nói khác trận này bệnh nặng là chạy không thoát khả nếu là đáp sợ là liền muốn bị lâm tử linh ghen ghét thượng nàng trước chọc nam chính sau lại chọc vị này ác độc nữ phụ từ đây sống yên ổn ngày sợ là muốn tới đầu nàng cắn môi suy nghĩ lại muốn cắn một cái ngân nha quên đi đắc tội phải tội đi hai hạ so sánh với đắc tội lâm tử linh tổng so sinh bệnh hảo dù sao nàng đã bị nam chính ghen ghét thượng con trận hơn không cắn nợ hơn không lo, thật sự không được, nàng tìm đại quản gia đi. Tưởng đến tận đây, nàng ổn ổn tâm thần, cười nói. Tam tỷ tỷ nhưng là cất nhắc ta, ta kia sẽ như vậy nhiều, bất quá bình thường vô sự xem chút sách giải trí thôi, ta quả thật từng ở một quyển sách giải trí thượng xem qua này âm dương đảo kiến tạo phương pháp, chỉ cần đem hồ nước gây ra hắn chỗ, đem điêu tốt âm đảo để vào, lại đem hồ nước dẫn hồi, cũng bố trí cơ quan thủy việt cơ quan nhất khai, hồ nước hạ lưu, này âm đảo thì sẽ lộ ra mặt nước, nơi này nang cũng liền nang ở thủy việt thiết kế cùng âm đảo điêu khắc thường, này đó ta liền không. Hiểu. Lúc này đến phiên lâm tử linh mặt đen, bởi vì lý một tâm nói cùng nàng biết đến cũng là kém vô nhị, nàng hừ lạnh một tiếng, khoe khoang phong tao, không bằng vẫn là đi trong nước mát mẻ mát mẻ đi. Lời này vừa nói ra, lập tức có hai cái nha hoàng quá đi bắt lấy lý một tâm cánh tay hướng mép nước tha như thế đồng thời, một thác sườn bên bờ thượng, Tống Dục đang ở cùng Diệp Thịnh Dương, Lâm Khải Tiêu hai người nói chuyện phím. Lâm Khải Tiêu luôn luôn đối Tống Dục nói gì nghe nấy, nói là thứ nhất chân chó cũng không đủ. Đúng phùng hôm nay là Lâm Khải Tiêu mẫu thân sinh nhật, bọn họ này đó ăn chơi trác tán nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng đi lại phủng cá nhân tràng. Đi đến này thời điểm, vừa vặn hồ này trung âm đảo xuất thủy, liền nghỉ chân quan kháng này tấn văn bá phủ âm dương đảo nhưng là ngay cả hoàng đế đều nhớ mãi không quên nề hà có thể chế tác nơi đây công tượng sớm bệnh tử lại vô truyền nhân lưu thế mới vừa rồi từ bỏ diệp thịnh dương mắt sắc liếc mắt liền thấy lý một tâm bị lưỡng nha hoàng đè lại liền dùng quạt xếp chỉ vào nàng nói ngươi xem bên kia sao lại thế này vị kia tiểu nương tử thế nào bị hướng trong nước tha đâu nhà ai tiểu nương tử chớ không phải là đắc tội với người tống dục tò mò nhìn lại cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra kia bị người đè nặng tiểu nương tử bất chính là vài lần tam phiên đùa giỡn của hắn vị kia thôi nhất thời cười ha ha đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được không hề phí công phu diệp thịnh dương kinh ngạc nhìn xem tống dục lại nhìn xem lý một tâm nhìn nhìn lại tống dục lại nhìn xem lý một tâm tuy rằng bộ dạng không sai khả cũng bất quá là cái chưa cập kê tiểu nương tử không thấy ra có cái gì đặc thù a chính là nàng Tống dục đắc ý đến cực điểm, đùng một tiếng mở ra quạt xếp diêu vài cái. Khả không phải là nàng, lúc này ta ngược lại muốn xem xem, nàng còn có thể hướng kia trốn. Nói đến hắn đây tạm dừng một lát, tề mi lộng nhãn. Các ngươi nói nếu là gia ta hiện tại xuất trướng cứu kia tiểu nương tử, nàng có phải hay không cảm kích ta, hoặc là nói lấy thân báo đáp. Lâm Khải Tiêu cười làm lành. Chúng ta thế tử gia như vậy phong thần anh Tuấn, thế gian lại có cái nào nữ tử sẽ không tâm động. Diệp Thịnh Dương kinh bỉ dò xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi đang nằm mơ. Xem ra. Tống dục đùng một tiếng khép lại quạt xếp, đi nhanh nhảy, trực tiếp sải bước thuyền nhỏ, đối với thuyền phu phân phó nói. Khai thuyền, nhanh chút, chậm trễ gia chuyện, muốn ngươi hảo xem. Thuyền phu nhất run run, dùng sức mái chèo, thuyền nhỏ giống như rời cung chi tên, bay nhanh hướng giữa hồ đảo chạy tới, Diệp Thịnh Dương cùng Lâm Khải Tiêu theo sát sau đó, thượng một khắc chiếc thuyền nhỏ. Lúc này, Lý Mộc Tâm bị lưỡng nha hoàng hướng bên bờ túng, trong lòng đem Lâm Tử Linh mắng toàn bộ, sớm biết rằng nói cũng là muốn xuống nước, không nói hay là muốn xuống nước, nàng tội gì giải thích nhiều như vậy, xem ra trận này bệnh không thể tránh được. Quả nhiên là ác độc nữ phụ, rất không phân rõ phải trái. Thù này, nàng xem như nhớ trong lòng. Mắt xem xét khoảng cách mặt nước càng ngày càng gần, Lý một tâm buông tha cho dãy dụa, nhắm mắt lại dùng sức hít vào, cốt xấu nàng nghẹn tức giận, nếu chết thật bên trong phỏng chừng cũng liền toàn bộ ngoạn xong rồi, mắt xem xét dưới chân giày theo dính thủy, lửa xém lông mày. Đúng lúc này, cũng là có một đạo bóng người đột nhiên bay ra, một phen quạt xếp đùng đùng hai hạ đập vào kia hai cái bà tử cổ tay thượng. Lý một tâm chỉ cảm thấy song trưởng buông lỏng, lão đảo hai bước, cả người suýt nửa ngồi dưới đất, ngẩng đầu vừa thấy, kém chút kinh hách ra cơ tim tắt nghẽn. Tống. Tống dục. Hắn thế nào đến đây? Chỉ thấy tống dục chính phe phẩy quạt xếp, một mặt bí hiểm xem nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu nương tử, lúc này bản thế tử ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể chạy đàn nào? Lý một tâm cứng ngắc xả hạ khóe miệng, lui về phía sau hai bước, làm bộ không có nghe biết tống dục lời nói, thi lễ một cái, Đầu tiên là đỉnh đầu chụp mũ chụp đi qua. Đa tạ thế tử gia cứu mạng. Tiểu nương tử không cần khách khí, hồ này nước lạnh mát, tiểu nương tử thân kiều thể quý, nếu là bị bệnh đã có thể không tốt. Tống Dục Tuấn Mỹ hơi nhíu, nhỏ giọng nói. Tiểu nương tử nếu là bị bệnh, bản thế tử đi nơi nào tìm việc vui đâu. Nói chuyện công phu, mặt sau kia hai người cũng đến, đúng là Lâm Khải Tiêu cùng Diệp Thịnh Dương. Chương 8 lừa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý một tâm thấy này ba vị, lập tức lại lui hai bước cúi đầu, chính cái gọi là nam nữ trao nhận không rõ, đình giữa hồ lý nhiều người như vậy xem đâu, mặc dù thật tình cảm kích, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài, đa tạ nhị vị thế tử, đa tạ lâm công tử. Lâm Khải Tiêu vội vàng xua tay lui về phía sau, mới vừa rồi hắn liếc mắt một cái trong đình nhìn đến hắn gia muội tử. Lâm Tử Linh cái gì tính tình hắn còn có thể không biết sao, cơ hồ đã có thể đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Nhưng là Diệp Thịnh Dương có chút khách khí chấp tay đáp lễ. Tiểu nương tử khách khí. Tống dục lại không vừa lòng, hét lên. Người này tiểu nương tử thực không biết phân biệt, rõ ràng là gia ta cứu người, tạ bọn họ làm chi. Lý một tâm co rúng lại một chút bả vai, buông xuống đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hoảng sợ nhìn tống dục trên thực tế nàng quả thật bị sợ quá mức hiện tại tâm còn dùng sức nhảy nhót đâu chỉ là hiện tại nàng vừa rời móng vuốt sói lại lạc hổ khẩu còn phải nghĩ biện pháp rời xa tống dục mới là tống dục người như thế nói dễ nghe kia kêu tư tưởng tiên tiến cho thời đại nói khó nghe vậy kêu phẫn thế tật tục không tha hậu thế người như thế thích nhất chính là có gan đối xả sẽ làm ra khiêu chiến đối nhân xử thế không đồng dạng như vậy ngoại tộc muốn bằng không thì cũng sẽ không bị nữ chính hấp dẫn, tối chướng mắt, đừng quá mức theo khuôn phép của sợ đầu sợ đuôi người, nếu là nàng làm này phiên bộ dáng, nói không chính xác có thể tránh được một kiếp. Lý một tâm chớp mắt, trong lòng liền có chủ ý. Cổ đại thiếu nữ bị nhất tuấn tú lan quân cứu, sao có thể có phản ứng gì, đừng quá mức lòng sinh luyến mộ, lại xấu hổ cho xuất khẩu. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, thủ hung hăng ngắt bản thân một phen, bứt ra nhiều điểm nước mắt, đôi mắt ba quan trong vắt hai gò má ửng đỏ xứng thượng nàng bộ này di truyền kiều uyển nhi gần như nghịch thiên dung mạo trực tiếp nhường bên cạnh diệp thịnh dương cùng lâm khải tiêu xem ngay người như vậy mỹ nhân còn chưa nảy nở liền có như thế sắc đẹp chẳng sợ thân phận đê hèn nâng vào phủ lý làm thiếp vẫn là có thể nhưng mà mỹ nhân lại chỉ là nhìn tống dục muốn nói còn hưu cái này cũng là ngay cả diệp thịnh dương đều phải ghen tị tống dục lâm khải tiêu nuốt nước miếng thật tình tán thưởng. Thế tử gia có phúc lớn a. À. Tống dục thấy thế cũng là không hiểu đánh cái rùng mình, chỉ cảm thấy trong lòng một trận kỳ quái, lại không giấu được có nhẹ nhẹ thất vọng, không khỏi than thở nói. Thật đúng tính toán lấy thân báo đáp. Thế tử gia hiểu lầm, chỉ là tiểu nữ tử trong lòng cảm kích thế tử gia cứu giúp chi ân, chỉ là. Lý một tâm gục đầu xuống, khăn ngăn trở sườn mặt, nam nữ dù sao có khác, thế tử gia ngài cách tiểu nữ tử thân cận quá chút lúc này lâm tử linh nổi giận đùng đùng đi tới xuất khẩu chính là chỉ trích nhị ca rõ ràng là nàng khi dễ ta ngươi vì sao giúp nàng nàng theo trong đình nhìn đến này trong lòng bị tức quá mức nàng thật đúng là xem nhẹ này hồ mị tử lâm khải tiêu nơi nào nhìn không ra tống dục nhận thức vị này tiểu nương tử trời biết hắn phế đi bao lớn tâm tư mới câu thượng tống dục này khỏa đại thụ vội hỏi tam muội không được nói bậy. Lâm Tử Linh dậm chân một cái. Ta sao xin nói bậy, rõ ràng chính là nàng khi dễ ta, ta mặc kệ, ta không thuận theo, dù sao hôm nay nhất định phải đem nàng quăng đi vào nước, bằng không ngươi chính là không coi ta là thân muội tử nhìn. Tống dục tuy rằng trên mặt như củ cười hì hì, trong mắt lại sớm không có ý cười, nhìn chầm chầm nhất quyết không tha Lâm Tử Linh. Gia đem ngươi ném trong nước mát mẻ mát mẻ thế nào? lâm tử linh liếc mắt một cái tống dục nhưng mà này cũng là lâm khải tiêu lần đầu tiên mang tống dục đến tấn văn bá phủ nàng cũng không thừa nhận thức chỉ cảm thấy lạ mắt liền không làm hồi sự đối lâm khải tiêu hừ nói nhị ca hắn hung ta lâm khải tiêu cũng là nổi giận tử linh trong ngày xưa mẫu thân túng ngươi hồ nháo cũng liền thôi hiện thời có thể nào như vậy không biết phân biệt đây chính là yến vương thế tử khởi từ ngươi như vậy vô lễ còn không mau cấp thế tử xin lỗi. Lâm tử linh ủy khuất thật sự, nước mắt vây quanh vành mắt loạn chuyển, từ chối một hồi lâu tài tình không cam lòng không muốn theo, nhưng mà còn chưa có bái nói một nửa, chỉ thấy tống dục hướng bên cạnh chợt lóe, sai khai vị trí. Tống dục lớn tiếng reo lên. Ngươi lại không đem ta ném đi vào nước, bái ta làm chi, nên muốn xin lỗi là vị kia suýt nữa bị ngươi ném trong nước tiểu nương tử. Lý một tâm ngẩn ra, không hề nghĩ rằng tống dục như vậy có tâm, còn tại vì nàng suy nghĩ. Lâm tử linh nơi nào cam tâm, quán hận trừng mắt nhìn lý một tâm liếc mắt một cái, xoay người nhìn về phía nhà mình thân ca ca. Lâm Khải Tiêu lại biết trước mắt cô gái này tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn tùy tùng tống dục đã có đoạn thời gian, người này cái gì tính tình hắn bao nhiêu cũng có chút rõ ràng, cũng không phải cá nhân từ nương tay gặp ai cũng hội giúp đỡ chủ nhân, sợ là này tiểu nương tử đã ở tống dục trong lòng treo hào. Hôm nay cái hắn muội muội nên chịu hạ này giáo huấn, để tránh về sau đắc tội không nên đắc tội người lại cũng vô pháp vãn hồi. Tưởng đến tận đây, Lâm Khải Tiêu cự tuyệt nói. Tử Linh, xin lỗi. Lâm Tử Linh mau ủy khuất đã chết, lưu nước mắt không tình nguyện cấp lý một tâm hành một cái lễ, một chữ chưa nói, xoay người muốn đi. Mặt sau nhiều người như vậy xem, nàng lâm tử linh về sau còn như thế nào tự chỗ, một đám chỉ biết khi dễ của nàng trứng thối, ngay cả ca ca đều không đau lòng nàng. Lâm Khải Tiêu bất chấp thân muội, cấp lý một tâm bồi tội. Là tử linh vô lễ, mong rằng tiểu nương tự chớ để hướng trong lòng đi. Vốn là không phải là đại sự, lâm nhị công tử khách khí với tam tiểu thư. Lý một tâm cười đáp lễ lại, nói tiếp. Chỉ là mới vừa rồi nhìn thấy tam tiểu thư đột nhiên choáng ván đầu suýt nửa rơi vào trong hồ, vẫn là chớ để giấu bệnh sợ thầy cho thỏa đáng. Lại có việc này. Lâm Khải Tiêu cả kinh, nhanh chóng giữ chặt Lâm Tử Linh. Tam muội nơi nào không khỏe, nhị ca cái này mang ngươi đi tìm đại phu nhìn một cái. Vừa nói xem đại phu, Lâm Tử Linh cả người nháy mắt thất kinh, thét to. Ta không đi. Lâm Khải Tiêu không rõ chân tướng chẳng qua là xem cái đại phu, ngươi làm gì như vậy. Lúc này, mặt sau này quan gia tiểu thư cũng đi lại, Lâm Tử Linh không biết tống dục, mặt sau này quan gia phu nhân tiểu thư phần lớn cũng là nhận thức, ai kêu tống dục tiếng xấu lan xa đâu. Khả dù vậy, Yến Vương Thế Tử thân phận cũng đủ để cho các nàng đánh bạc nữ nhi hợp lại thượng một phen, một khi được coi trọng, thì phải là Thế Tử Phi A, trong nhà phu quân vị trí sợ là cũng có thể hướng lên trên động đậy nếu là còn có con trai, còn có thể vì con trai lót đường, cớ sao mà không làm đâu. Trong lúc nhất thời, đã có không ít ánh mắt đều dừng ở tống dục trên người, mặc dù Lâm Thu Linh cũng không ngoại lệ, mọi người đều là rụt rịch, có chút chân mau lại mang theo nữ nhi, liền đi tới. Mới vừa rồi này trên bàn xếp đặt một mâm mơ can, kia toan cho ta u, nha đều ngã, người khác không dám chạm vào, nhưng là Lâm Tam Tiểu Thư cũng là đem một mâm đều ăn sạch, như thế thị toan, biết đến nhân hoàn hảo, không biết nhân a, à, còn tưởng rằng ha ha, còn tưởng rằng đây là có mang thai đâu. Nói chuyện là một cái hơi mập phụ nhân, đúng là mới vừa rồi ở bên kia trên bờ hỏi Lâm Tử Linh thân phận người nọ. Lâm Khải Tiêu giận dữ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhưng mà lúc hắn nhìn về phía Lâm Tử Linh khi, lại phát hiện nhà nàng muội muội sắc mặt trắng bệch, hai mắt sợ hãi, một bàn tay nhưng lại theo bản năng vuốt bụng. Hắn chỉ cảm thấy đầu một tiếng sấm vang, cả người đều ngốc lăng lăng, nếu là thường ngày lấy hắn muội muội tỳ khí sợ là đã sớm mắng đi trở về, nhưng hôm nay Lâm Tử Linh lại chỉ là một mặt bị vạch trần sau sợ hãi sợ hãi, có tật giật mình. Lâm Khải Tiêu lão đảo một bước, lại bị bên cạnh Diệp Thịnh Dương đỡ. Diệp Thịnh Dương hơi hơi lắc lắc đầu, việc này bất luận thật giả, giờ phút này đều quyết không thể nhận thức. Lâm Khải Tiêu nháy mắt sáng tỏ, thu liễm sắc mặt nhà của ta muội tử thuở nhỏ liền thích mơ can, nghĩ đến mới vừa rồi không chú ý ăn hơn chút, không nghĩ tới điểm việc nhỏ nhưng lại cũng có thể bị người chú ý, tử linh, bên này không có chuyện gì, ngươi vẫn là theo ta đi mẫu thân nơi đó xem một chút đi. Lâm tử linh lòng tràn đầy sợ hãi, sớm không thể suy xét, Lâm Khải Tiêu nói, liền theo bản năng cùng sau lưng hắn vội vàng đi rồi. Lâm Khải Tiêu huynh muội đi rồi, Lý Mộc Tâm tạm thời nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, Tay nàng bị Lâm Thu Linh bắt được. Lâm Thu Linh lần đầu tiên triển lộ ra mẫu tính nên có từ ái, người nhà đầu kia khi nào nhận thức thế tử gia như vậy nhân vật, cũng không nói cho chúng ta biết. Lý Mộc Tâm rất muốn nói nàng chẳng những cùng tống dục không quen, thậm chí còn tiệt hạ thù, làm không tốt còn phải thường tiền, cứ việc nàng không có tiền, khả nàng có thể nói sao, muốn thực nói phía trước nỗ lực liền uổng phí, nàng chỉ phải tiếp tục buộc bản thân làm ra một bộ ẩn tình mang khiếp bộ dáng mẫu thân hiểu lầm nữ nhi cùng thế tử gia cũng không quen biết xem ngươi lâm thu linh xảo diệu buông ra lý một tâm thủ ngược lại bắt lấy lý một như đưa tống dục trước mặt thế tử gia đây là trái tim tỷ tỷ, tên là một như lập tức liền tập kê lý một như nơi nào không rõ nàng mẫu thân ý tứ đâu như tiểu thư khuê các thông thường làm bộ làm tịch trong suốt hạ bái một như bái kiến thế tử gia Tống Dục ở Lý Một Tâm nói chuyện thời điểm, trong lòng dĩ nhiên thất vọng, chỉ cảm thấy này tiểu nương tử cùng người khác cũng không có gì không giống với, hắn đại khái chính là bị ưng trắc mắt, nhất thời không thấy rõ, mới sẽ cảm thấy người này thú vị. Ai, thất vọng, thất vọng xuyên thấu. Hiện thời lại bị này liên can nữ nhân vây quanh, nồng đậm son phấn khí huân cho hắn đầu choáng ván não trướng, lại cứ dịp thịnh dương liền trốn ở một bên chế dẻo, cũng không đi ra hỗ trợ, không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu đối liên can nhân quát làm gì làm gì có phải là đều muốn cấp bản thế tử làm thiếp đi a à, đem tên đều lưu lại nay mai bản thế tử liền đem ngươi nhóm nữ nhi đều nâng hồi phủ đi một ngày một cái đổi đa dạng ngoạn chiếu một năm thời gian luân đến thế nào tuy rằng là như vậy cái đạo lý nhưng là cứ như vậy minh mục trương đảm nói ra này lời vô vị đối nữ tử mà nói chính là xích lõa lõa vũ nhục nhà ai nữ nhi bị như vậy nói nếu là truyền ra đi sợ là đều phải gả không được người trong sạch mọi người sắc mặt đều là không rất dễ nhìn càng là này còn chưa lập gia đình các tiểu thư càng là sắc mặt đỏ bừng khóe mắt trưng trưng như nói lời này không phải là yến vương thế tử bất luận đổi thành người nào mọi người sợ là không bái hạ đối phương một tầng gia, đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ khả trước mắt đâu có thể làm sao bây giờ đâu lý một tâm dè dặt cẩn trọng lui tiếng đoàn người tìm một không chớp mắt góc, vụng trộn xem tống dục vẻ mặt không kiên nhẫn, mi giang ẩn ẩn mang theo ý cười. Bất luận như thế nào, tống dục hôm nay quả thật cứu nàng, này ân tình nàng lý một tâm nhớ kỹ, về sau đại tống dục gặp nạn thời điểm, nàng định sẽ ra tay giúp đỡ, tuyệt không có lệ. Lý một tâm âm thầm thề, lại đột nhiên cảm giác có người xem nàng, vừa quay đầu liền đối với thượng Diệp Thịnh Dương mỉm cười hiểu rõ con ngươi. Diệp Thịnh Dương một bộ bạch y, tay cầm quạt xếp cao lớn vững chãi mặt mày sơ lãng nhẹ nhàng quân tử như di thế mà độc lập lý mục tâm im lặng quay đầu chỉ là vị này dịp thế tử kết quả nhưng không làm gì hảo tưởng thật đáng tiếc đi rồi đi rồi lại tiếp tục chờ đợi gia bảo không cho đã nghĩ đánh nữ nhân tống dục không kiên nhẫn vỗ hạ dịp thịnh dương bả vai lập tức lao ra vòng vây lên thuyền rời đi lúc này khai yến thời gian cũng muốn đến mọi người bị lĩnh đến chiêu đãi tân khách phòng khách nội, nhất vừa ngồi xuống. Tấn văn bá phu nhân bề ngoài rất là tuổi trẻ, chỉ thấy nàng sơ cao kế, đỉnh đầu tà cắm một chi đàn một đàn không trâm, thân mang quần áo xanh nhạt lưu màu tơ bông túc kim hoa phục, đang ở cùng người chuyện phím, chỉ là mặt mày gian ưu sắc nồng đậm, liên tiếp thất thần, hiển nhiên tao ngộ rồi cái gì không tốt sự tình. Lý một tâm lại nhìn quét một vòng, Lâm Tử Linh vẫn chưa xuất hiện, Lâm Khải Tiêu nhưng là ở chỉ là một trương mặt tối đen vô cùng, cùng tấn văn bá phu nhân bất đắc chí nhiều nhường. Lý một tâm ngẩng đầu nhìn hai mắt, trong lòng minh bạch sợ là lâm tử linh có mang có thai sự tình đã bị vạch trần. Tấn văn bá phu nhân chỉ sinh hạ nhất tử nhất nữ, không có lâm tử linh, tấn văn bá cũng là không có khả năng sẽ cùng thừa tướng đám hỏi. Tống dục ngồi ở chủ bàn, cũng là lúc lơ đảng chống lại lý một tâm ánh mắt, như vậy bình tĩnh bình tĩnh, sao còn có lúc trước nhìn hắn khi như vậy xấu hổ mang khiếp ngốc lý ngu đần. Hắn không khỏi ngẩn ra, trong đầu theo bản năng đem phía trước gặp lý một tâm tình cảnh qua một lần, nhất thời hiểu ra, tức giận đến hắn hai mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại đã đem kia dám can đảm đùa giỡn của hắn tiểu nương tử tha đi lại tấu mông, bản thế tử lại thượng kia tiểu nương tử làm. Chương 9 Tấn Văn Bá Phủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com diệp thịnh dương ngồi ở tống dục bên cạnh nghe vậy nhất nhạc mới phản ứng đi lại a à, ngươi cũng sẽ không thể nhắc nhở nhắc nhở ta tống dục nhượng một câu nhưng cũng đã minh bạch chỉnh sự kiện mạch lạc tiền hai lần vị này tiểu nương tử đều là xuất kỳ bất ý chạy trốn chẳng những khiến cho của hắn chú ý càng làm cho trong lòng hắn ẩn ẩn có một loại chờ mong cảm vốn tưởng rằng lần này còn có thể giống nhau cho nên lực chú ý phần lớn tập trung suy nghĩ tiểu nương tử lúc này hội thế nào chạy lên lại cứ này tiểu nương tử phản đạo này mà đi hắn nhất thời không tra thật đúng cho rằng tiểu nương tử bởi vì ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường này tâm tình nhất dao động trăm ngàn chỗ hở càng là cấp đúng rồi đối phương cơ hội này không phải quan minh chính đại ở hắn dưới mí mắt lưu thôi ta tống dục tốt xấu cũng là đường đường thế tử sao sinh bị như vậy một tiểu nha đầu luôn mãi lại tứ đùa giỡn. Tống dục ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Lý một tâm tổng bị tống dục nhìn chầm chầm xem, nơi nào còn không biết bản thân bị vạch trần, chỉ may mắn trước mắt nhiều người, tống dục tuy rằng tính tình hỗn, phương diện nào đó coi như quân tử, hẳn là không hội làm nhiều người như vậy mặt tìm đến nàng phiền toái đi. Bữa tiệc này cơm, nàng ở tống dục khi có khi vô dưới ánh mắt ăn kia kêu một cái nơm nớp lo sợ rất giống một cái bị kinh con thỏ nhỏ tùy thời đều có thể bật dậy trốn chạy nếu bàn về trong sách này mặt nàng tối e ngại hai người một cái là đại nhân vật phản diện tỉnh vương gia một cái khác sợ sẽ là nam chính tống dục đúng lúc này ngồi cùng bàn một vị phụ nhân đứng dậy ra đi xem đi một lát sau trở về một đôi mắt tặc hề hề lại mang theo ánh sáng dùng một bàn đều có thể nghe được thanh âm nói các ngươi biết không mới vừa rồi ta đi bên ngoài trong lúc vô tình nghe hai cái tấn văn bá quý phủ nha hoàng nói chuyện lâm tử linh vừa xem đại phu lâm thu linh cực kỳ tao nhã nhấp khẩu chén rượu không phải là xem cái đại phu sao làm gì như vậy chuyện bé xé to phụ nhân nói kia nhưng là đồng an đường lý đại phu đồng an đường nhưng là trong kinh thành nổi danh chuyên cấp phụ nhân tiểu thư xem tư bệnh địa phương kia lý đại phu càng là nổi tiếng kinh thành chuyên môn cấp phụ nhân an thai, nghe nói âm thầm cũng sẽ làm cho người ta trụy thai. Phụ nhân lời còn chưa dứt, này một bàn nhân cũng là kinh ngạc há to miệng ba, liền ngay cả lân bàn vài vị cũng an tĩnh lại dựng thẳng lỗ tai nghe. Phụ nhân tự hồ đối này có chút vừa lòng, nói tiếp. Ta rất kia nha hoàng nói, lâm gia tiểu thư dựng thân đã là hai tháng có cho. Chung quanh vang lên một trận ngắn ngủi kinh hô. Lâm Thu Linh kinh ngạc che miệng trời ạ à, này tam tiểu thư vừa cập kê không siêu bán nguyệt này có phải là đã nói lên thuyết minh còn chưa cập kê liền đã đi đến nam nhân trên giường nữ tử chưa hôn trước dựng bực này đại sự mọi người lặng lẽ bắt đầu nghị luận chỉ chốc lát liền truyền thắp trừ bỏ chủ bàn ngoại mọi người cơ hồ là một cái truyền một cái mọi người tầm mắt như có như không phiêu hướng tấn văn bá phu nhân nguyên bản còn có chút thân phận không thua kém tấn văn bá quan gia phu nhân bản còn tưởng vì nhà mình con trai tìm hiểu tìm hiểu hôn sự kể từ đó cũng là may mắn còn chưa hỏi ra miệng mọi người hành động như vậy tấn văn bá phu nhân lại như thế nào phát hiện không đến nhưng mà nàng bản thân sẽ không là tốt cường chỉ phải cố trấn định liên tiếp viết hướng lâm khải tiêu lâm khải tiêu sắc mặt tối đen một mảnh hai tay gắt gao nắm thành nắm tay hơi hơi lắc lắc đầu giờ phút này bọn họ giải thích mới kêu dấu đầu lòi đuôi chủ bàn bên kia như thế nào ám đào mãnh liệt lý một tâm là không biết chỉ là từ lúc vị kia hào không chớp mắt phụ nhân nói xong những lời này sau nàng liền nhịn không được thường xuyên đánh giá hạ vị kia phụ nhân bực này đại sự tấn văn bá phủ tất làm cho kính gạt mặc dù là tâm phúc cũng không tất biết được sao sẽ như vậy đúng dịp có hai cái nha hoàng biết lại thấu cường nhường vị này phụ nhân biết sợ là nghe truyền vì giả bị người truyền tin tức mới là thật này phụ nhân có lẽ cùng nàng thông thường đều là cái mật thám chỉ là không biết chủ tử là ai lý một tâm nhìn xem hơn kia phụ nhân cũng hình như có hay biết dương mắt xem xem nàng nói với lâm thu linh vị này là lý gia tam tiểu thư đi quả nhiên là cái dịu nhân đâu vương phu nhân hiểu lầm này là nhà ta thứ xuất tứ tiểu thư lâm thu linh có chút xấu hổ cố ý cường điệu thứ xuất hai chữ Lý một như cùng Lý một tâm một tả một hữu ngồi ở nàng bên người, rõ ràng nhà nàng Như Nhi mới là con vợ cả, lại cứ mọi người chỉ thấy Lý một tâm, lại nhìn không thấy nhà nàng Như Nhi, đây là loại nào mắt mù? Lâm Thu Linh trong lòng tức giận, càng xem Lý một tâm càng là không vừa mắt. Lúc này chịu mang Lý một tâm đi lại không phải là muốn cho nàng minh bạch thứ nữ vĩnh viễn so bất quá con vợ cả, muốn ma ma của nàng tính nết, vì về sau làm chuẩn bị lâm thu linh dùng thăng miếm miếm khóe miệng lại nhắc đến nhà nàng cháu từ ngẫu nhiên nhìn thấy nha đầu kia sau liền luôn luôn nhớ kỹ đâu chỉ chờ lý một tâm tập kê vừa đến liền khả bị cổ kiệu nâng tiếng lâm gia môn bị kiều uyển nhi sinh sôi đè ép một đầu hiện thời nghĩ đến nàng nữ nhi đời này đều phải nhậm bản thân nhu viên niết biển lâm thu linh trong lòng liền nổi lên một loại quỷ dị thích cảm tâm tình cũng thư sướng không ít Khi phụ nhân cũng có chút xấu hổ như vậy a à lúc này lý một tâm sao đến tống dục đột nhiên bưng liền đứng lên nhưng lại hướng nàng bên này đi sợ tới mức nàng lập tức nhỏ giọng nói mẫu thân nữ nhi có chút bực mình tưởng ra ngoài dạo dạo lâm thu linh cũng không muốn nhìn thấy lý một tâm khuôn mặt này liền gật gật đầu đi thôi chớ để loạn đi cấp lý gia dọa người lý một tâm lanh lợi ứng nhanh chóng đứng dậy gần như chạy chậm giường như đi ra ngoài Tống dục vốn là hù dọa hù dọa lý một tâm, mắt thấy đối phương nhìn hắn giống như là chuột thấy mèo vậy, trong lòng mạc danh kỳ diệu nhưng lại có chút nhớ nhung muốn bật cười, bưng chén rượu vòng vo cái vòng, lại nhớ tới trên vị trí, ngay cả khẩu vị tự hồ cũng tốt lên không ít. Diệp Thịnh Dương tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi bao nhiêu người, cũng không e lệ. Đi đi đi, bản thế tử vui, như thế nào? Tống dục cũng là không chút để ý. Diệp Thịnh Dương cười, bám vào tống dục bên tai, cây quạt nhất trắng, nói. Ngươi nói này tấn văn bá vì sao từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ diện. Này tuy rằng là tấn văn bá phu nhân yến hội, nhưng cũng không hề thiếu nam khách, nhưng mà tấn văn bá từ đầu đến cuối cũng chưa lộ diện, cũng là không thể nào nói nổi. Ở liên tưởng đến ngày gần đây nghe đồn, tấn văn bá đầu nhập vào đại hoàng tử. Sợ là muốn xảy ra chuyện. Tống dục vẻ mặt biến đổi, trầm hạ ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, không được, ta phải đi đem kia tiểu nha đầu trảo trở về. Diệp Thịnh Dương nghiêm túc gật gật đầu, thu hồi quạt xếp. Tống dục dơ lên chén, một ngụm uống cùng ly trung rượu, bất mãn đem chén rượu ném tới trên bàn, rượu này uống buồn, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Dứt lời đứng dậy cách tràn. Lý một tâm chút không biết tống dục truy nàng đến đây, thầm nghĩ tìm một chỗ hít thở không khí, liền như vậy quay người lại tìm kiếm công phu, lại đột nhiên cảm thấy lưng một trận đại lực, suýt nữa cho nàng chàng té trên mặt đất, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái bộ dáng thanh tú tiểu nha hoàng té trên mặt đất chính thất kinh nhìn nàng. Lý Mộc Tâm Ngươi Còn tốt lắm Tiểu nha hoàng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng lên quỳ xuống đất hạ. Nô tỳ có mắt không trồng, mong rằng tam tiểu thư dù nô tài một mạng. Tam tiểu thư Lý Mộc Tâm ngẩn ra, nàng cùng lâm tử linh trên lệch vẫn là rất lớn đi xem này nha hoàng trang điểm là tấn văn bá trong phủ gia nô a làm sao có thể ngay cả trong phủ tiểu thư đều nhận thức không rõ ràng tiểu nha hoàng mảnh dập đầu tiểu thư tha mạng tiểu thư tha mạng lý một tâm trước mắt hồ nghi nhưng chưa vạch trần ta không trách ngươi chính là ngươi tên là gì tiểu nha hoàng nói nô tì tên là tố nhiêu tố nhiêu lý một tâm trừng lớn mắt nhớ tới bản thân thất thố lại lập tức nhất phái vân đạm phong kinh này tố nhiêu không phải là cấp lâm khải tiêu gài bẫy cái kia nha hoàng sao bởi vì phía trước lâm tử linh chuyện nàng nhưng là riêng đem kia đoạn về tống dục nhớ lại kịch tình vuốt một lần tấn văn bá chết vào độc xác chính là một người tên là tố nhiêu nha hoàng đem độc dược tàn tiếng lâm khải tiêu phòng nội giá họa ngươi gấp gáp như vậy là có chuyện gì tố nhiêu hoảng loạn càng sâu đè thấp đầu Trung rung rung rẩy rẩy đáp nô tỳ vốn là vẫy nước quét nhà thô sử nha hoàng mới vừa rồi trải qua bị quản gia nhìn đến liền kêu nô tỳ về phía sau viện thủ vài thứ khi ngươi đi đi lý một tâm phản phất hổn không thèm để ý trong lòng đối tố nhiêu lời nói lại một chữ đều không tin tạ tam tiểu thư tố nhiêu đứng lên trốn giường như sau này viện đi đến lý một tâm sắc mặt hơi trầm xuống rất là dãy dụa tấn văn bá sợ là hiện tại đã giữ nhiều lành ít thôi nhưng này sự nàng như quảng đối thân phận của nàng mà nói thật sự nguy hiểm khả nếu là mặc kệ như vậy chuyện sau đó sợ là lại hội hướng nguyên lý cái kia hướng lâm khải tiêu bị giá họa lâm tử linh vẫn là hội trở thành tống dục cùng nữ chính trong lúc đó trở ngại tống dục mặc kệ nói như thế nào đều đối nàng có ân ngay cả nàng đã là như vậy tình huống khả ân không thể quên làm người có lương tâm Mắt nhìn tố nhiêu bóng lưng càng ngày càng xa, Lý một Tâm trắng chặt răng, nâng bước lặng lẽ đuổi kịp. Tố nhiêu cước trình rất nhanh, có lẽ là có tật giật mình, một đường né tránh, hơn nửa hạ nhân phần lớn đều ở tiền thính hầu hạ, giờ phút này hậu viện cũng không có gì nhân, mắt xem xét liền muốn tới phu nhân sân khi, đã thấy nàng xoay người một quải, lại buông tiền viện đi đến, thẳng vào lâm khải tiêu sở trụ tiểu viện. Lý một Tâm mặt sau không dám cùng thân cận quá, cho đến khi xem tố nhiêu vào sân, mới vừa rồi đi theo đi vào, mắt xem xét tố nhiêu bóng lưng vào thư phòng. Có lẽ là gần nhất thời tiết dần dần ấm áp, Lâm Khải tiêu thư phòng cửa sổ đại sưởng, nàng miêu thân mình đi qua, đỡ bệ cửa sổ hướng mặt trong nhìn lại. Chỉ thấy tố nhiêu đã xốc lên trên tường lộ vẽ một bộ sơn thủy họa, lộ ra một chỗ ám cách, ám cách lý để một cái tiểu trương gỗ tử, nàng nhẹ nhàng mở ra nắp vung, tả hữu xem xem, theo trong ống tay áo lấy ra một cái tiểu bình sứ bỏ vào trong hòm, sau đó cái hảo thả lại chỗ cũ, đem hết thảy khôi phục nguyên trạng. Lý một tâm tưởng vòng đến thưởng sườn tạm thời tránh né, nhưng mà dưới chân đột nhiên vừa trật, cũng là không cẩn thận thải đến một khối thạch tử thượng. Ai? Tố nhiêu đột nhiên xoay người, trước mắt cảnh giác, vội vàng hướng phòng ngoại bôn. Lý một tâm sắc mặt trắng nhật, kinh hoảng trong lúc đó, cũng là có một cái bàn tay to ôm của nàng thắt lưng nàng theo bản năng phải gọi, lại có một bàn tay che của nàng miệng, sau này vùng, vậy mà vọt người bay lên, cho đến khi bên cạnh một gốc cây đại thụ thượng. Lý một tâm sắp bị hù chết, dùng sức giải dụa, nhưng mà đối phương lực đại như ngưu, lại không là nàng một cái nữ tử có thể giải dụa điệu, nhất thời sốt ruột, há mồm liền cắn hướng kia chỉ ôm bản thân miệng thủ. Người nọ rốt cục không nhịn xuống nói nói, nhỏ giọng nói. Tê, ngươi này tiểu nương tử nha khẩu buồn hảo, Cầm tinh con thỏ tử. Lý một tâm kém chút kêu lên, nhất tưởng đến phía dưới tố nhiêu còn chưa đi, dám bắt buộc bản thân đè thấp thanh âm. Tống Tống dục Chương 10 Đùa giỡn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Người này tiểu nương tử rất không biết phân biệt, bản thế tử nhưng là ở cứu ngươi, còn dám xưng hô bản thế tử tục danh. Tống dục nhìn như cà lơ phất phơ, trên thực tế đã có chút thất thần chỉ cảm thấy thiếu nữ dễ ngửi mùi thơm của cơ thể không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, lại có chút tâm viên ý mã, nhịn không được để sát vào đùa. Nếu không gọi thanh dục ca ca nghe một chút. Lý một tâm rất muốn một cái tác rút về đi, còn dục ca ca, có xấu hổ hay không, nhưng là nhất nghĩ vậy vị là nam chính, nàng không dám trừ. Tống dục nhìn phía dưới ngươi nha hoàng lại tha đi lại, liền ngậm miệng không nói. Tố nhiêu đem trong viện trong trong ngoài ngoài tra xét cái cẩn thận, quả thật không tìm được bóng người, ngược lại nhìn thấy nhất con mèo hoa, chui tường hạ chuồng chó đi ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là con mèo. Tố nhiêu lại tinh tế kiểm tra một lần, xác định không lộ ra sơ hở, thế này mới rời đi. Hai người lại ở trên cây đợi một hồi, bất quá một lát công phu, khi tố nhiêu đi mà quay lại, lại tiến trong viện nhìn xem, xác định không ai sau thế này mới triệt để yên tâm rời khỏi. Tống Dục ôm Lý Mộc Tâm theo trên cây nhảy xuống, Yến Vương Tòng Quân, từng nhiều lần lãnh binh xuất chinh, hắn là cao quý thế tử, công phu tự nhiên cũng không kém, vững vàng rơi xuống đất. Lý Mộc Tâm chỉ vào thư phòng nói. Ta coi gặp kia nha hoàng đem một cái bình sứ tàn tiếng kia trong thư phòng. Có Tống Dục ở quả thật giảm đi không ít chuyện tình. Đi vào nhìn một cái. Tống Dục đi đầu dẫn nàng đi vào thư phòng, xốc lên trên vách tường họa, lấy ra ám cách lý hộp gỗ, mở ra nắp vung. Hộp gỗ lý gì đó rất đơn giản, nhưng cũng thật đáng giá, có 5-6 tấm ngân phiếu, tứ đỉnh vàng, một ít tán bạc vụn tiền, cùng với một cái hầu bao cùng một cái tiểu bình sứ. Tống dục xuất ra tiểu bình sứ mở ra nắp vung ngửi ngửi, sắc mặt nhất thời biến đổi, đây là thiên lôi đằng bài trừ chất lỏng, ta đã thấy này ngoạn ý, như vậy điểm đủ để độc chết một con trâu. Lý một tâm ra vẻ sợ hãi không hiểu, kia nha hoàng đem loại này dọa người này nọ giấu ở này làm chi. Bất quá vô oan giá họa cũ xiết thôi, thư phòng này là lâm khải tiêu, nghĩ đến tấn văn bá đã giữ nhiều lành ít. Tống dục có chút kết bỏ đem bình sứ nhét vào trong tay áo, sau đó theo trong tay áo xuất ra một cái bình sứ, hình thức cùng này còn có sáu phần tương tự, trực tiếp ném vào trong hòm cái hảo, lại đem hòm quy về tại chỗ. Hắn xoay người, lần đầu tiên đối lý một tâm phá lệ nghiêm túc chuyện này chúng ta quản không xong, muốn trách chỉ có thể quái tấn văn bá bản thân không thành thật, phải muốn làm yêu đi treo chọc đại hoàng tử, trong triều nhìn hắn không vừa mắt nhiều người, ai cũng có khả năng hạ này độc thủ, hơn nữa chắc chắn đội gian tương trợ, đợi lát nữa ra cửa, ngươi liền lưng nhân trở lại hoa viên, bất luận ai hỏi, ngươi liền một ngụm cắn chết ở trong hoa viên thông khí, không từng rời đi, khác giống nhau không cần trả lời. Lý một Tâm theo bản năng nuốt nước miếng, gật gật đầu, Ta biết được. Tống Dục vừa lòng gật gật đầu. Biết là tốt rồi. Đại lý tự cùng hình bộ này cẩu ngoạn ý bản thế tử tối rõ ràng bất quá, phá án không được, vu oan giá họa nhất sở trường. Này án tử không tốt ra, không chừng sau lưng là vị ấy ngập trời quyền quý, kia ban nhân một bụng ý nghĩ xấu nghi, lại sao lại không rõ ràng này đó? Nếu là làm cho bọn họ đãi đến cơ hội, ngươi một cái vô quyền vô thế cô nương gia, không chừng muốn chụp bao lớn mũ đội. Lý một tâm thân phận bản tất nhiên không thể sạch sẽ, ở bị tống dục như vậy nhất dọa, chân đều phải run run trong lòng nhưng cũng rõ ràng tống dục nói là tình hình thực tế, càng là nàng phi thường rõ ràng sau lưng hành hung người là ai, bảo đảm là đại lý tự không dám tra đối tượng là được rồi. Được rồi, đi thôi. Tống dục vẫy vẫy tay, mang theo lý một tâm ra thư phòng, một đường nghe thanh biện vị, tránh khỏi mọi người, đem nhân lặng yên đuổi về hoa viên, được rồi, ra đi rồi lý một tâm thật tình cảm kích hôm nay đa tạ thế tử gia tống dục đi mấy bước vừa nghe lời này lại nhịn không được chiếc trở về nếu không gọi thanh dục ca ca nghe một chút lý một tâm khóe miệng run rẩy nhất thời cảm giác cái gì cảm kích a à, toàn nhường nó gặp quỷ đi thôi ngươi đây là cái gì ánh mắt gia còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu tống dục ngăn ở lý một tâm phía trước càng chạy càng gần ngươi không phải là có thể chạy sao chạy a à nhường da xem xem ngươi này tiểu nương tử thế nào chạy lý một tâm bị buộc liên tục lui về phía sau cho đến khi chàng ở sau người núi giả thượng thế tử gia nam nữ có khác tống dục một tay chống tại lý một tâm mặt sườn trong mắt hiện lên mẫn tiệp tưởng có khác đi a à, thường tiền đi lý một tâm không rõ chân tướng thường tiền tống dục gia bạch hổ ngọc quyết nhưng là vô giá hai ngàn lượng bạc trắng trả tiền, gia liền thả ngươi. 2002 Lý một Tâm theo bản năng kinh hô, phải biết rằng nàng mỗi tháng lương tháng cũng mới ngủ lượng bạc, Lý gia gia đình mỗi tháng ngay cả bán tiền bạc đều không có, hơn nữa bán tiền bạc cũng đủ phổ thông dân chúng sống quá non nửa năm. 2002, giết nàng cũng không có A. À. Không có tiền A. À. Tống Dục gặp Lý một Tâm một mặt ta không có tiền cùng bộ dáng, vẫn không ra suy cười một tiếng, kia liền bán mình đi. Lý một tâm trừng lớn mắt, thân thể theo bản năng dùng sức sau này thiếp, phản phất này núi giả đều so tống dục đáng tin. Người này thế nào không ấn lộ số ra bài đâu. Lại nói này tống dục cái gì phẩm vị, nàng còn chưa có trưởng thành được rồi. Ai hiếm lạ ngươi kia mấy lượng thịt. Tống dục có chút kết bỏ đem lý một tâm cao thấp đánh giá một phen, đoan cái trà rót chút nước đều sẽ đi. Lý một tâm nhịn không được hỏi. Ngươi kết quả muốn làm chi? Tống Dục đứng thẳng thân mình, lấy xuống đừng ở bên hông quạt xếp đùng một tiếng mở ra diêu phiến đứng lên, này mỗi phùng thượng nữ học ngày, ta liền ở bên cạnh hiểu hà viện chờ ngươi, ngươi đâu liền cấp bản thế tử làm cái tiểu nha hoàng, bưng trà đổ nước, nghiền nát hầu hạ, một ngày một hai tiền bạc, cho đến hoàng thanh kia hai ngàn hai mới thôi. Lý Mộc Tâm chỉ cảm thấy không ổn, hiểu hà viện thường ngày là không người, có thể một khi làm cho người ta thấy, nàng thanh danh cũng sẽ không cần muốn như ta không ứng ngươi làm như thế nào tống dục xấu xa cười liền tố giác ngươi vào lâm khải tiêu thư phòng lý một tâm minh bạch tống dục đây là không tính toán cho nàng cự tuyệt quyền lợi nghiến răng nghiến lợi đáp ứng hảo bất quá ngươi muốn cam đoan không sẽ bị người nhìn đến hủy ta danh tiếc yên tâm ta tống dục mặc dù không phải là quân tử nhưng cũng là cái thực tiểu nhân sẽ không học này nham hiểm ngoạn ý chuyên can phụ nữ hoạt động Tống Dục có chút vừa lòng, bị đùa giỡn vài thứ, hôm nay cái cuối cùng tìm về bãi, ra cái này đi rồi, tiểu nương tử không tiễn. Lý một Tâm xem Tống Dục rời đi bóng lưng, hận không thể một cước đá qua, nhưng mà nàng vẫn là không dám. Nàng lại ở trong hoa viên đợi một hồi, mới vừa rồi trở lại yến khách địa phương, lúc này yến hội đã tiếp cận kết thúc, đại đa số nhân liền ngồi nói chuyện. Tấn văn bá phu nhân sắc mặt phi thường không tốt, tự hồ cũng cảm thấy tấn văn bá luôn luôn không từng lộ diện quả thật không tốt, liền phân phó bên cạnh nha hoàng đi qua nhìn một cái. Ước sau nửa nén hương sau, chỉ thấy kia nha hoàng kinh kinh hoảng hoảng chạy trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt trắng bệt, tiến vào khẽ hô to. Phu nhân không tốt, lão gia hắn. Hắn đã xảy ra chuyện. Lâm Khải Tiêu đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Nha hoàng run run rẩy rẩy, khóc nói. Nô tỳ vừa mới đi thư phòng kêu lão gia, đã thấy lão gia nằm trên mặt đất, dĩ nhiên không khí. Tấn văn bá phu nhân vừa nghe lời này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Khải tiêu tí một dục liệt, vội vàng dàn xếp hảo mẫu thân, bất chấp khác, bước nhanh hướng tấn văn bá thư phòng chỗ. Các vị tân khách cũng là vô cùng kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, cũng là ai cũng không dám dễ dàng rời đi nơi đây, bằng không một hồi quan sai đến đây, đã có thể nói không rõ ràng. Tống Dục cùng Diệp Thịnh Dương cũng không phải để ý này đó, đi theo Lâm Khải Tiêu mặt sau cùng đi thư phòng. Có lẽ là mới vừa rồi nha hoàng đi được cấp, quên đóng cửa, cửa thư phòng cửa sổ đại sưởng, tấn văn bá liền nằm ở bên bàn học trên đất, thành chữ to hình, sắc mặt thanh hắc, môi xích tử, hiển nhiên đã chết có đoạn thời gian. Lâm Khải Tiêu ngơ ngác lăng lăng, lão đảo một bước, nhanh chạy vài bước đi đến kia thi thể tiền, môi giật giật, lại không có thể phát ra âm thanh, hồi lâu mới vô lực quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Phụ thân, kết quả là ai hạ độc thủ như vậy? Theo tới gia đình nha hoàng đi theo quỳ xuống khóc trống lên, trong lúc nhất thời phòng nội tiếng khóc liên miên không dứt, cũng là cực kỳ bi thương. Hôm nay vốn là việc vui, không nghĩ việc vui biến tan sự, lại như thế nào có thể thừa nhận. Diệp Thịnh Dương thở dài một tiếng, nói. Lâm Huynh nén bi thương thuận biến, hiện thời tấn văn bá trong phủ còn muốn dựa vào ngươi khởi động đến vẫn là mau mau phái người đi đại lý tự cùng hình bộ báo án cho thỏa đáng lâm khải tiêu cũng biết nặng nhẹ dùng ống tay áo lau nước mắt gật gật đầu lập tức phân phó hạ nhân đi ra ngoài báo quan tống dục ngồi xổm tấn văn bá thi thể bên cạnh tinh tế xem xét một phen rồi sau đó đứng lên vòng quanh thư phòng đi rồi một vòng cúi đầu suy tư tấn văn bá là cao quý đương triều tứ phẩm quan to lại bị nhân độc sát ở trong nhà, này chờ đại sự đại lý tự cùng hình bộ đều phái không ít người tiến đến, cơ hồ đem tấn văn bá phủ vây quanh cái chật như nêm cối. Quan sai tiếng tiếng xuất xuất, Lý Mộc Tâm cùng với những cái khác nữ quyến cùng nhau bị tập trung ở trong phòng khách chờ đợi đưa tin. Lâm Thu Linh miệng phát khổ, nàng chẳng qua chính là tưởng thừa dịp tấn văn bá phu nhân sinh nhật cho nàng như nhi tìm một cái hảo hôn phu, thuận tiện chèn ép chèn ép trong nhà tiểu tiện nhân nhóm, Sao nghĩ đến hội ngộ gặp loại chuyện này, quả thực suối quẩy, đều là cái kia tiểu tang môn tinh. Nàng giận Trừng Lý một tâm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy càng xem càng phiền, lại cứ lý một tâm sụp mi thuận mắt đứng ở một bên, ngay cả làm cho nàng tìm suối quẩy cơ hội đều không có. Này một hồi công phu, cũng là đã có không ít người bị đưa ra đến hỏi chuyện, hỏi xong liền đến mặt khác địa phương đợi, mắt nhìn trong phòng nhân càng ngày càng ít, rốt cục đến các nàng này bởi vì đều là quan gia phu nhân cùng tiểu thư quan sai thái độ cũng là coi như khách khí dẫn các nàng tam người tới lâm thời câu hỏi thiên thính ngoài cửa quan sai nói thẩm đại nhân nói mỗi lần chỉ được phép vào đi một người đa tạ báo cho biết lâm thu linh cái thứ nhất đi vào xuất ra cũng mau lý một như cái thứ hai đi vào lý một như giống như lâm thu linh luôn luôn chưa bao giờ rời đi quá phòng tiệc cho nên cũng tốt thuyết minh chỉ là trước khi đi vị kia thẩm đại nhân đột nhiên hỏi một câu. Ngươi cũng biết có ai trên đường cách tịch quá. Lý Mục Như chớp mắt, nói. Khởi bẩm đại nhân, này chờ đại sự tiểu nữ tử không dám tư giấu giếm, tiểu nữ tử tứ muội muội từng đi ra ngoài quá, nói là đi hoa viên thông khí, cho đến khi yến hội mau giải tán vừa mới trở về, trở về không lâu liền nghe nói tấn văn bá đã xảy ra chuyện. Nga. Thẩm đại nhân vừa nghe, chớp mắt cho nàng đi vào nặc lý một như tuân lệnh xoay người đi ra cửa ngoại đối lý một tâm dơ lên không có hảo ý tươi cười thẩm đại nhân gọi ngươi đi vào lý một tâm không hiểu dâng lên một tia dự cảm bất hảo